máu não hay không, hoặc là các bệnh lý đi kèm, bởi vì những cái việc này nó giúp chúng ta lựa chọn thuốc điều trị và điều trị toàn diện thì bệnh nhân sẽ thoát khỏi suy tim cấp nhanh hơn. Bên cạnh đó, cái việc chẩn đoán phân biệt liệu đây có đúng là suy tim cấp hay không, hay là tình trạng khác không phải do suy tim, thì đó là điều cực kỳ quan trọng, nhất là trong thời buổi hiện nay khi người suy tim càng lớn tuổi và có nhiều bệnh kết hợp, thì đôi khi cái chuyện khó thở đấy nó có thể do bệnh lý phổi, ví dụ như đợt cấp của COPD, hoặc là tràn dịch màng phổi, hoặc là u phổi mà chúng ta tưởng nhầm là bệnh tim. Và điều đặc biệt nữa là đôi khi khởi đầu là một tình trạng của bệnh lý hô hấp hoặc bệnh lý khác, nhưng sau đó lại khởi phát suy tim. Thì do đó cái việc chúng ta phải nhận định là cái nào trước, cái nào sau, hoặc đây hoàn toàn không phải của tim mà là có bệnh lý của phổi chẳng hạn, hoặc là bệnh lý của thận vân vân, là điều cực kỳ quan trọng trong vấn đề chẩn đoán. Ngoài ra chúng ta cũng phải tiên lượng để giải thích cho người nhà, và chúng ta tiên lượng người bệnh để có những biện pháp điều trị thích hợp, và đánh giá các thuốc đang điều trị là như thế nào để có những thuốc chúng ta có phải điều chỉnh, hoặc có thể có những thuốc chúng ta phải ngừng. Vậy thì khi chúng ta tiếp cận một bệnh nhân khả năng bị suy tim mất bù cấp, suy tim cấp vào viện, thì chúng ta nhận định như thế nào tại phòng cấp cứu? Vậy thì thứ nhất, câu hỏi đầu tiên chúng ta phải trả lời đó là người bệnh này tình trạng có nặng hay không nặng. Nếu nặng có nghĩa là chúng ta phải cho nhập cấp cứu hồi sức hoặc là ICU ngay để chúng ta thực hiện các biện pháp cứu mạng người bệnh, hoặc là những biện pháp hỗ trợ để tránh cái bị tình trạng đe dọa tính mạng xảy ra. Nếu bệnh nhân không phải quá nặng thì chúng ta sẽ bình tĩnh để hỏi xem bệnh nhân có tiền căn suy tim trước đây hay không. Nếu chưa hề có thì chúng ta sẽ phải nhận định, đưa vào cái đơn vị để đánh giá các nguyên nhân xem đây có phải suy tim mới khởi phát hay không, và chúng ta làm các biện pháp để khẳng định chẩn đoán. Thứ ba, nếu như bệnh nhân này là không có cái tình trạng suy tim trước đây, có tình trạng suy tim trước đây, thì chúng ta phải xem là mức độ sung huyết đợt này là nặng hay nhẹ. Nếu là nặng thì chúng ta đòi hỏi phải cho bệnh nhân nhập viện để chúng ta điều trị. Còn nếu không nặng thì chúng ta phải xem cái nguy cơ của bệnh có quá nặng hay không, thì đó là nguy cơ trung bình hay cao, đó là chúng tôi sẽ trình bày. Và nếu bệnh nhân cũng không hề có những cái này, tức là nguy cơ thấp, thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm các thông tin gì về bệnh nhân hay không, có tìm hiểu thêm về các chế độ điều trị hay không, và cần phải xem bệnh nhân có những bệnh kết hợp gì không, thì chúng ta sẽ cần đưa bệnh nhân vào cái vùng quan sát để chúng ta theo dõi. Sau đó chúng ta đánh giá tiếp các yếu tố nguy cơ thúc đẩy của người bệnh và thực hiện các biện pháp chẩn đoán tối thiểu, và chúng ta phân loại bệnh nhân ra thành 3 nhóm. Nếu mà xác định được thì chúng ta cần phải nhập viện thì chúng ta cho bệnh nhân nhập viện. Còn nếu như không thì chúng ta có thể cho xuất viện và bệnh nhân có thể tái khám sau 7 ngày, chúng ta đánh giá lại. Còn trong trường hợp nghi ngờ thì chúng ta vẫn phải để chúng ta theo dõi tiếp. Như vậy cái tình trạng mà chúng ta thấy sung huyết nhiều hay ít nó tùy thuộc vào dấu hiệu X quang và dấu hiệu trên lâm sàng. Còn nguy cơ cao tức là những cái trường hợp mà có thiếu oxy, có sốc giảm tưới máu, có thiếu máu, hoặc tình trạng cấp tính hay xấu đi rất nhanh, ví dụ như có đột quỵ hoặc có ACS vân vân. Như vậy thì những bệnh nhân là cho dù không sung huyết nhưng có các dấu hiệu nguy cơ trung bình và cao thì chúng ta cũng bắt buộc phải cho bệnh nhân nhập viện. Như vậy thì khi tiếp nhận ban đầu bệnh nhân, chúng ta cần phải làm ngay các xét nghiệm. Trong đó cái xét nghiệm giúp ích cho chẩn đoán rất là quan trọng, đó là các xét nghiệm về peptide, trong đó có BNP và NT-proBNP. Và chúng ta ngoài ra cũng phải làm các xét nghiệm khác, từ công thức máu, sinh hóa, chức năng thận vân vân, độ bão hòa, OCG, X quang để chúng ta phải làm liền, để vừa giúp xác định chẩn đoán, vừa giúp chẩn đoán phân biệt và tiên lượng bệnh nhân, cũng như là siêu âm tim. Với giá trị NT-proBNP dưới 300 và BNP dưới 100, chúng ta có thể loại trừ suy tim cấp. Giá trị NT-proBNP trên 10.000 hoặc BNP trên 100 thì khả năng suy tim là cao, trên 95%. Và các nguyên nhân thường gặp của bệnh nhân suy tim mất bù cấp đó là quá tải thể tích, ví dụ như truyền dịch quá nhiều, suy thận nặng vân vân, hoặc là quá tải áp lực như là bệnh nhân bị tăng huyết áp cấp cứu, hoặc là bị hẹp van động mạch chủ nặng. Trong trường hợp tổn thương cơ tim như hội chứng mạch vành cấp, viêm cơ tim vân vân, và chúng ta có thể do bệnh lý van tim, do loạn nhịp màng ngoài tim vân vân, những cái này thì các anh chị đã biết. Ngoài ra chúng ta phải xem là yếu tố khởi phát lần này là gì. Thì các anh chị thấy là từ mạch châu Âu thì ta thấy rằng là nguyên nhân của cái tình trạng tăng huyết áp, nhiễm trùng mạch vành cấp là rất là nhiều. Và tại Việt Nam thì chúng tôi cũng xin lưu ý, ngoài các yếu tố trên thì chúng ta phải lưu ý đến các yếu tố nhiễm trùng đường hô hấp ở người bệnh Việt Nam, cũng như bệnh nhân bỏ trị hoặc là dùng thuốc không đúng trên những người đã từng có suy tim mạng. Thì do đó chúng ta hết sức lưu ý tìm các yếu tố này để chúng ta điều chỉnh. Và khi chúng ta tiếp cận suy tim mất bù cấp rồi thì chúng ta phải phân loại được người bệnh này là loại nào để chúng ta có biện pháp điều trị thích hợp và về lâu dài. Thứ nhất, đây có phải là suy tim trên nền mạng hay không, hay đây là một suy tim mới. Với suy tim mới khởi phát thì khả năng khỏi rất là tốt, đặc biệt như sau viêm cơ tim chẳng hạn.
suy tim này có kèm phù phổi cấp hay không thì chúng ta có chiến lược điều trị, cũng như kèm tăng huyết áp hay không, có sốc tim không, vì có sốc tim thì tiên lượng rất là nặng và biện pháp điều trị phải tích cực hơn. Và đặc biệt là chúng ta phải xem bệnh nhân này có suy tim phải cấp hay không, bởi vì suy tim phải cấp thì việc điều trị nó sẽ hơi khác so với suy tim trái. Và trong thực tế chúng ta cần phải nhớ là hơn 50% bệnh nhân suy tim vào viện, cấp vào viện thì với sơ suất đông máu bảo tồn. Điều đấy có nghĩa là không phải mọi trường hợp đều là do suy bơm. Và do đó cái việc chúng ta dùng các thuốc vận mạch tăng co bóp là hết sức cẩn thận. Vậy trong việc quá trình đánh giá để làm sao chúng ta nhận định được thì đó là, thứ nhất chúng ta phải coi cái thất tổn thương của người bệnh nó nằm trong là bên nào. Chúng ta thấy là có thể là phía bên trái với tăng áp lực đổ đất trái biểu hiện bằng xung huyết phổi, phù phổi, hoặc là bên phải biểu hiện bằng phù gan to, vân vân. Chúng ta cần phải biết người bệnh này suy tim nào là chính hay là cả hai. Vấn đề thứ hai quan trọng hơn, tức là chúng ta phải đánh giá cái tiết huyết động của người bệnh là như thế nào. Thì trên bảng 2x2 này chúng ta thấy người ta dựa vào hai yếu tố chính, đó là tình trạng sung huyết lúc nghỉ, tức là người ta có bị sung huyết hay không. Thứ hai là tình trạng tái tưới máu khi nghỉ, tức là có giảm tưới máu ngoại biên hoặc là trung ương hay không. Nếu như người bệnh không có cái gì cả, tức là thể uông, tức là ấm và khô, không sung huyết và không có cái tình trạng mà giảm tưới máu, thì mình thấy rằng đây là cái thể ấm khô là thể nhẹ nhất. Còn nếu như là chỉ có phù phổi có sung huyết, có, tức là có ướt mà chỉ có ấm thôi, thì đây là thể chúng ta rất hay thường gặp. Thể thứ ba là có giảm tưới máu nhưng mà không có sung huyết, thì thể này là cái thể mà hiếm gặp nhưng chúng ta có thể sẽ dễ bỏ sót. Và thể cuối cùng là nặng nhất, tức là lạnh ướt, tức là gần như là sốc tim, thì chúng ta thấy là một trong thể rất là nặng. Và trong thực tế thì chúng ta nhận thấy rằng sẽ có khoảng 5 đến 8 bệnh nhân có huyết áp thấp nằm trong nhóm lạnh thấp này. Và như vậy là chúng ta có thể là bỏ sót trong vấn đề chẩn đoán, đặc biệt là ở những ca ví dụ như nhồi máu thất phải có phản xạ nhịp chậm mesenteric, hoặc là những người có thiếu dịch, hoặc là những người mà có tình trạng của tràn dịch màng tim vân vân. Thì tất cả những trường hợp này đôi khi nó gây huyết áp thấp mà chúng ta chữa không đúng, mà chúng ta lại cứ chữa giống như bị phù phổi, thì tình trạng người bệnh sẽ nặng hơn. Sau đó chúng ta phải đánh giá xem ở những bệnh nhân mà đã từng dùng thuốc thì chúng ta phải xem xét người ta đã dùng thuốc gì và có cần dùng thuốc điều chỉnh hay không, đặc biệt là lợi tiểu cũng như là một số thuốc mà đôi khi chúng ta cần phải ngưng tạm thời, ví dụ như là chạy beta là những thuốc hay phải ngưng nhiều nhất. Sau đó chúng ta sẽ tiên lượng để tư vấn cho người nhà cũng như để tiên lượng cho bệnh nhân để chúng ta có các biện pháp điều trị thích hợp. Đây là một trong những cái thang điểm rất là đơn giản để chúng ta có thể tiên lượng người bệnh trong quá trình nằm viện. Đó là chúng ta chỉ dựa vào chỉ số bun, creatinine và huyết áp thì chúng ta sẽ thấy được là tỷ lệ tử vong của người bệnh là như thế nào. Nếu vừa có bun tăng, creatinine tăng và huyết áp thấp thì tỷ lệ tử vong có thể lên đến 20%. Vậy sau khi chúng ta đã nhận định xong thì chúng ta sẽ đi vào cái phần điều trị. Thì như chúng tôi nói ban đầu, cái điều trị ban đầu thì chúng ta sẽ dựa vào cái tiếp huyết động mà chúng ta đã nhận định lúc đầu tiên sau khi chúng ta khám xét người bệnh. Vậy thì cái thể đầu tiên là cái thể mà ấm khô là cái thể nhẹ nhất, tức là cái thể mà người ta có thể do bỏ trị hoặc người ta mới dùng thêm một vài viên thuốc NSAID, người ta sẽ cảm thấy hơi cục ngột, khó thở một chút, người ta vào viện. Thì tất cả những cái thể này thì bệnh nhân sẽ chỉ cần chúng ta điều chỉnh thuốc, ngưng các yếu tố thúc đẩy, và chúng ta đôi khi chỉ cần tăng liều lợi tiểu một chút, hay là các thuốc mà huyết áp có hơi lên một chút thì mình dùng tăng liều trên men chuyển vân vân, hoặc cụ thể thì đôi khi chúng ta có thể cải thiện được người bệnh. Cái thể thứ hai là cái thể ấm nhưng mà ướt, tức là thể có sung huyết đặc biệt là ở phổi. Thì đối với thể này thì chúng ta cần phải trả lời hai câu hỏi là huyết áp là bình thường hay là tăng. Bởi vì trong hai thể này, nếu như thể huyết áp tăng thì cái vai trò của giãn mạch là đầu tiên, sau đó lúc đó là lợi tiểu. Còn ngược lại, nếu như là trong trường hợp mà chúng ta thấy huyết áp bình thường thì chúng ta sẽ xem xét cái lợi tiểu và sau đó là dùng thuốc giãn mạch. Như vậy ở đây thì chúng ta nhận thấy rằng ở những bệnh nhân mà có tăng huyết áp thì thông thường chúng tôi hay sử dụng nitrat truyền tĩnh mạch cùng với lợi tiểu. Còn ở nhóm bên này thì chúng tôi cũng sẽ dùng lợi tiểu trước và dùng nitrat. Vậy bên này chúng ta có thể tăng liều nitrat nhiều hơn. Đó. Cái nhóm thứ hai, nhóm thứ ba là chúng ta thấy là có lạnh ướt. Là lạnh khô, tức là chúng có giảm tưới máu. Thì cái thể này như tôi nói ban đầu nó chiếm khoảng 5-8%, nhưng đây là cái thể mà chúng ta dễ bỏ sót và dễ chẩn đoán nhầm. Nguyên nhân của nó có thể là do thiếu dịch ở những người, ví dụ như chúng ta thấy là bệnh nhân bị tăng huyết áp, xong rồi chúng ta dùng lợi tiểu, rồi đột ngột ra vào suy tim mất bù cấp do nhồi máu, mà chúng ta lại sử dụng lợi tiểu, mà chúng ta lại thấy rằng là chúng ta trước đó chúng ta đánh lợi tiểu quá nhiều, thì lúc đó cái tình trạng huyết động của ta sẽ rất là tệ, là người ta sẽ trở nên lạnh rất sớm.
Cái thứ hai là có thể do phản xạ. Thứ ba là có thể do suy bơm, tất cả những trường hợp như là nhồi máu cơ tim thành trước rộng. Và lúc đó thì chúng ta sẽ thấy là cái huyết áp có thể vẫn là 100 nhưng tỷ số mạch huyết áp nó lớn hơn 1. Hoặc là những người mà đã có bệnh cơ tim giãn từ trước thì rất hay gặp cái thể lạnh khô này khi mà ta bắt đầu vào suy tim cấp. Vậy chúng ta phải điều chỉnh những cái này để chúng ta chữa cho bệnh nhân cho phù hợp. Và thể nặng nhất đó là thể lạnh ướt, tức là tiền sốc và sốc tim. Thì thông thường chúng ta sẽ xem xét huyết áp là trên 90 hay là dưới 90. Ở những trường hợp dưới 90 thì chúng ta cần phải quan tâm sử dụng sớm các thuốc tăng sức co bóp vận mạch, và chúng ta sử dụng các biện pháp điều trị hỗ trợ khác là điều cực kỳ quan trọng. Còn đối với trường hợp trên 90 thì chúng ta khi sử dụng những các thuốc giãn mạch và lợi tiểu thì phải dùng liều rất thấp và tăng dần. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải song song có thể phải sử dụng ngay những cái thuốc tăng sức co bóp và vận mạch để hỗ trợ cho tim, vì đây là cái thể cực kỳ quan trọng và cần phải làm hồi sức. Vậy thì trong quá trình điều trị, cái sự lưu ý nhất ở cái người suy tim mất ngủ cấp đó là hai cái thuốc chúng ta rất dễ mắc sai lầm, đó là lợi tiểu và các thuốc vận mạch. Người lao động tại khu vực nông thôn sẽ được ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ vay 3,96% bằng 50% lãi suất vay đối với hộ nghèo trong vòng 2 tháng. Các cơ sở sản xuất kinh doanh được vay mức tối đa 2 tỷ đồng và 100 triệu đồng đối với người lao động. Mức hỗ trợ đối với các đối tượng trên là 1 triệu một người, do đó nếu chúng ta lợi tiểu quá mức thì có thể làm giảm huyết áp và làm nặng thêm tình trạng thiếu máu cục bộ. Điểm thứ hai, khi chúng ta sử dụng lợi tiểu, nếu ở bệnh nhân có sung huyết nặng mà không có đáp ứng thì chúng ta có thể tăng liều, và liều tối đa có thể chúng ta có thể tăng lên là từ 400 đến 600. Điểm thứ ba khi dùng lợi tiểu đó là ở những bệnh nhân khi chúng ta sử dụng thuốc lợi tiểu không có đáp ứng, mà ở những trường hợp ví dụ như hẹp hay lá mà có cổ trướng, hay là những khi chúng ta nhận thấy có tăng áp lực ổ bụng thì có thể làm giảm tới máu thận, thì chúng ta có thể dùng đô vi ngưỡng thận để chúng ta truyền thử trong vòng 6 giờ, với điều kiện là bệnh nhân không có suy thận thực thể. Thì chúng ta sẽ trong vòng 6 giờ đấy mà chúng ta thấy có không có hiệu quả thì chúng ta ngừng, thì chúng ta là biện pháp này không có hiệu quả, vì cái này nó chỉ là class 2B, là tùy theo từng trường hợp. Trong những trường hợp nặng huyết áp thấp mà chúng ta cần phải liều lợi tiểu truyền tĩnh mạch thì liều của nó có thể là từ 5 cho đến 40mg trong 1 giờ. Thì tất nhiên khi chúng ta dùng liều 40 thì chúng ta không có dùng suốt 24 tiếng. Vậy trong thực tế khi chúng ta sử dụng lợi tiểu thì chúng ta phải chủ động bệnh nhân đạt được liều lợi tiểu ở những người có tình trạng sung huyết, và mục tiêu là thông thường bây giờ là sẽ là từ 3 cho đến 4 lít trong một ngày đầu tiên nếu bệnh nhân có quá tải thể tích. Và chúng ta có thể phải theo dõi sát mỗi 3-6 giờ để chúng ta quyết định cái liều kế làm sao để chúng ta chủ động được lượng lấy tiểu không để quá mức. Vì trong thực hành chúng tôi thấy có những trường hợp chúng ta không theo dõi sát nên để bệnh nhân có thể đi tiểu đến 6 lít hoặc 7 lít, thế đó là hơi quá mức, để chúng ta hết sức cẩn thận. Cái lưu ý thứ hai là vấn đề sử dụng thuốc vận mạch. Thì các anh chị cũng đã rất quen thuộc với các thuốc dobutamine, dopamine, no hoặc là epinephrine và mirinol là thuốc kháng phosphatidylcholine vân vân. Thì trong những cái thuốc này thì nó chúng ta cần nhớ cái gì? Thứ nhất là một thuốc thì có thể tác dụng lên nhiều thụ thể, ví dụ như dopamine các anh chị thấy chúng có thể tác dụng lên alpha, beta và có thể lên cả thụ thể dopamine của thận. Dobutamine thì liều thấp và liều cao thì sẽ có tác dụng khác nhau, và cao nữa thì sẽ có tác dụng alpha. Như vậy là một thuốc có tác dụng nhiều thụ thể, do đó chúng ta khi sử dụng thì nó tùy vào mục đích của chúng ta để chúng ta chọn liều cho phù hợp. Cái thứ hai, tác dụng của nó là phụ thuộc liều, do đó để cần một tác dụng sau này khi bệnh nhân dùng không hiệu quả thì lúc khi chúng ta phải tăng liều. Và cái thứ ba là tác dụng trực tiếp so với phản xạ, có nghĩa là có những thuốc khi chúng ta dùng làm ví dụ như là đo thì chúng ta sẽ gây ra tác dụng nhịp nhanh vì nó kích thích alpha, nhưng do tác động lên áp lực phổi trung bình nó gây cảm giác ức chế nhịp nhanh thì nó làm cho nhịp tim bứt nhanh lại, thì do cái thuốc này nó lại không cho làm nhịp tim quá nhanh, thì đó là cái thuốc rất hay được sử dụng trong trường hợp tụt huyết áp và có sốc, đặc biệt là sốc nhiễm trùng và sốc tim. Và khi chúng ta sử dụng các thuốc vận mạch thì lưu ý 7 điểm sau đây. Điểm thứ nhất là chúng ta phải đủ dịch đủ đã, bởi vì chữ thuốc này chỉ có hiệu quả khi chúng ta đã bù dịch đầy đủ. Bởi vì chúng ta bù dịch không đầy đủ mà cho thuốc vận mạch thì chúng ta sẽ làm rối loạn thêm cái tình trạng huyết động của bệnh nhân. Thứ hai là lựa chọn thuốc nào thì chúng ta dự căn cứ vào cái tình trạng của người bệnh. Ví dụ như tình trạng mà giảm tưới máu và có hoặc là có lạnh và ẩm á, tiền sốc, thì đôi khi chúng ta sử huyết áp chưa có tụt nhiều thì chúng ta có thể dùng dopamine trước. Nhưng nếu như bệnh nhân tụt huyết áp nặng thì buộc lòng chúng ta phải dùng no trước và dùng dopamine sau, và sau đó chúng ta tăng dần liều. Cái thứ ba là đường dùng bắt buộc phải đường tĩnh mạch lớn, tốt nhất là tĩnh mạch trung tâm. Thứ tư là ở những bệnh nhân mà có cùng dùng đường dưới da, ví dụ như dùng insulin dưới da, thì đôi khi chúng ta phải chỉnh liều thuốc insulin dưới da, bởi vì các thuốc vận mạch này nó làm co mạch
nó sẽ làm thay đổi cái hấp thu của insulin và chúng ta phải điều chỉnh. Cái thứ năm là nó gọi là miễn dịch với triển nhanh, có nghĩa là khi chúng ta sử dụng thì thuốc nó dần dần nó sẽ giảm tác dụng và buộc lòng chúng ta phải chỉnh liều. Cái thứ sáu là hiệu quả của thuốc thì nó phụ thuộc vào huyết động. Thâm ra là chúng ta phải duy trì được cung lượng tim và lực phổi kháng lực ngoại biên vừa đủ để chúng ta phát huy được tác dụng của thuốc. Và cái cuối cùng là chúng ta phải tái đánh giá thường xuyên, bởi vì khi chúng ta thường sử dụng thuốc vận mạch thì diễn tiến lâm sàng rất nhanh, do đó chúng ta phải theo dõi sát, có những trường hợp phải theo dõi sát 5-10 phút, có khi nửa tiếng, vân vân, và những trường hợp nhẹ hơn thì chúng ta mới lùi thời gian ra. Như vậy khi chúng ta sử dụng các thuốc vận mạch thì có nghĩa là chúng ta đã đặt người bệnh vào trong tình trạng cần theo dõi chặt chẽ. Và khi chúng ta sử dụng một thuốc không hiệu quả thì thông thường chúng ta sẽ phải phối hợp các thuốc với nhau. Ví dụ chúng ta có thể cùng phối hợp một thuốc thông qua các cụ thể của thuốc đó để làm tác dụng, nên là ví dụ như dùng dobu liều cao thì có thể vừa có tác dụng beta và vừa alpha. Thứ hai là chúng ta có thể tác dụng tăng co bóp và cộng với giãn mạch ngoại biên. Ví dụ chúng ta dùng dobu kết hợp với nitrat hoặc kết hợp với nuvisiat, kết hợp với dopa liều thấp của thận hoặc kết hợp với mirinol. Chúng ta có thể tác dụng tăng co bóp cộng với co mạch trong trường hợp tụt huyết áp nặng, ví dụ như no cộng với dobutamine hoặc no cộng với dopa. Chúng ta thông thường là hay kết hợp với lợi tiểu để vừa tăng co bóp vừa làm sung huyết. Có thể chúng ta vừa dùng dopamine ngưỡng thận hoặc dùng dobu hoặc là dùng nitrat cộng với lợi tiểu để trong tình trạng phù phổi mà huyết áp tốt thì chúng ta có thể dùng nitrat cộng với lợi tiểu. Như vậy cái việc phối hợp này nó tùy thuộc vào người bệnh, và khi chúng ta đã phối hợp chúng ta càng phải theo dõi sát hơn. Vậy thì khi chúng ta tiếp cận người bệnh suy tim cấp qua các bước điều trị thì mình nhận thấy rằng là cái việc chúng ta điều trị giai đoạn cấp là rất quan trọng, nhưng sau đó là chúng ta cũng phải đánh giá trong quá trình nằm viện nó xem diễn tiến nó sẽ như thế nào. Như vậy hình này cho chúng ta nhận thấy là cái diễn tiến giai đoạn lâm sàng của bệnh nhân suy tim cấp. Giai đoạn cái hình màu cam này tức là giai đoạn cấp và bệnh nhân đang phải nằm viện. Đến cái hình màu xanh đậm này là cái giai đoạn mà chúng ta theo dõi và chuẩn bị cho quá trình xuất viện. Giai đoạn tiếp theo nữa sau khi xuất viện và chúng ta phải chuẩn bị cho quá trình mà gọi là chăm sóc tối ưu. Và giai đoạn ngoài này là giai đoạn mà chúng ta cần phải điều trị tối ưu theo guideline. Ở mỗi một giai đoạn chúng ta phải luôn luôn đánh giá xem cái diễn tiến quỹ đạo của bệnh nhân đi như thế nào để chúng ta có biện pháp điều trị phù hợp. Vậy thì một người bệnh suy tim mất bù cấp khi nằm viện, người ta sẽ diễn tiến qua ba cái thể hình chính. Một, tức là người ta sẽ diễn biến tốt và không có biến chứng, đó là sự thuận lợi và chúng ta rất gặp may. Thì ngày thì chúng ta được điều chỉnh thuốc và duy trì chế độ điều trị. Nhưng chúng ta sẽ gặp hai cái tình huống mà chúng ta thấy rất khó khăn. Đó là tình huống bệnh nhân cải thiện, sau đó xấu đi hoặc là không có cải thiện. Huống thứ ba là tình huống mà chúng ta thấy bệnh nhân chúng ta có chữa nhưng tình trạng lâm sàng vẫn cứ xấu đi. Vậy thì chúng ta sẽ xử lý các tình huống này như thế nào? Đối với tình huống mà không cải thiện hoặc cải thiện xong rồi xấu đi, thì cái việc đầu tiên là chúng ta cần phải quan tâm xem lợi tiểu đã đủ chưa và có thể cần cao hơn không ở những bệnh nhân mà có dấu hiệu sung huyết, hoặc chúng ta có thể bổ sung cái thuốc lợi tiểu thứ hai hay không. Thông thường trong thực hành thì chúng ta sẽ sử dụng kháng estrogen đi kèm nếu như bệnh nhân không có vấn đề về kali và thận. Còn những trường hợp sung huyết nặng mà có giảm natri máu chẳng hạn thì chúng ta có thể sử dụng cái thuốc mà tolvaptan là ức chế cái vasopressin V2. Thứ hai là chúng ta có thể sử dụng cái chiến lược bổ sung các thuốc giãn mạch để tăng cái hiệu quả của lợi tiểu. Cái thứ ba là chúng ta có thể phải đánh giá huyết động xâm nhập để xem là cái chẩn đoán của chúng ta chắc chắn chưa và có cần phải thêm hay bớt chẩn đoán gì không. Thứ tư là chúng ta xem xét lại toàn bộ chế độ thuốc trước đây, rồi xem người bệnh trước đây chỉnh thuốc, dùng thuốc có gì đặc biệt mà chúng ta khi chúng ta sử dụng chúng ta có thể không phù hợp với cái chuyện trước đây của họ, và chúng ta phải đánh giá cái tình trạng bệnh kết hợp và xem xét các cái chẩn đoán khác, ví dụ chúng ta bỏ sót hay không, hoặc là chúng ta khẳng định lại xem chắc chắn hay chưa. Tôi lấy ví dụ bởi vì có những trường hợp khi bệnh nhân nằm viện sau suy tim, lúc đầu chúng ta chỉ nghĩ nó là bị ví dụ như phù phổi cho tăng huyết áp, nhưng sau đó thì chữa không bớt thì nó lại thêm một biến cố khác nữa, ví dụ như có kèm thuyên tắc phổi, có kèm đột quỵ vân vân, kèm nhồi máu. Và cái cuối cùng là chúng ta cần phải hội chẩn các chuyên gia có kinh nghiệm để chúng ta giúp giải quyết cho bệnh nhân. Và nếu như tất cả việc phát này thất bại thì chúng ta có thể xem xét cái việc chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân. Cái nhóm thứ ba là cái nhóm không hề cải thiện. Thì cũng như vậy, chúng ta cũng cần phải quan tâm lại cái liều lợi tiểu, vì cái lợi tiểu vẫn là cái cực kỳ quan trọng. Và trong trường hợp này, đôi khi chúng ta cần phải làm cái thông tin ở bên phải để chúng ta đánh giá cho nó chính xác, điều chỉnh các thuốc vận mạch tốt hơn. Chúng ta sẽ dùng các thuốc vận mạch tăng co bóp cùng với các thuốc lợi tiểu.
và đôi khi chúng ta cần phải cắt hỗ trợ cơ học. Và sau giai đoạn này thì chúng ta có thể phải xây dựng các chiến lược dài hạn cho bệnh nhân, ví dụ như có cần phải ghép tim hay không, phải chuẩn bị sẵn. Và chúng ta một lần nữa cũng phải tái đánh giá lại cái bệnh kết hợp xem chúng ta có bỏ sót gì không, hay hoặc là những chẩn đoán thay thế nào khác làm cho bệnh nhân suy tim chúng ta chữa không khỏi. Và sau cùng là chúng ta có thể điều trị theo kinh nghiệm. Cái này thì nó tùy thuộc vào cái đơn vị chăm sóc suy tim nâng cao của mỗi đơn vị, hoặc là chúng ta sẽ chuyển sang cái vấn đề chăm sóc đặt mẹ cho bệnh nhân. Vậy thì khi chúng ta gặp hai cái nhóm bệnh nhân cải thiện rồi xấu đi, đặc biệt là không cải thiện, thì chúng ta phải lưu tâm cái gì? Vì rõ ràng là trong thực tế chúng ta đôi khi sẽ mắc sai lầm trong vấn đề điều trị. Ở bệnh nhân, tình huống đầu tiên chúng ta nhìn trên cái bảng này mình thấy cũng là bốn cái tình huống lâm sàng A, B, C, D, C, L. A tức là thể ấm, khô, B là sung huyết, L là thể giảm tưới máu và C là sốc tim. Thì mình thấy rằng ở một số bệnh nhân vào với tình trạng sung huyết thì chúng ta cứ nghĩ rằng tình trạng này là do quá tải dịch, nhưng thực chất bệnh nhân không phải, mà chỉ do tình trạng co mạch. Tôi lấy ví dụ như hậu quả của chứng mạch vành cấp thì tình trạng đấy không phải là quá tải dịch quá mức. Điều đấy có nghĩa là nếu chúng ta dùng lợi tiểu quá mức thì bệnh nhân có thể xấu đi. Cái thứ hai hay nhầm hơn đó là tình trạng chúng ta chẩn đoán nhầm giữa suy tim phải và suy tim trái. Điều này cực kỳ quan trọng, đặc biệt là ở những bệnh nhân khó thở là do hậu quả của thuyên tắc phổi hay là của suy bên đột cấp gây suy tim phải cấp, mà chúng ta chữa như bên trái thì chắc chắn là bệnh nhân sẽ không cải thiện. Cái nhóm thứ ba là nhóm mà chúng tôi vẫn hay nói là gặp 5 đến 8 bệnh nhân, tức là bệnh nhân chỉ biểu hiện bằng giảm tưới máu mà chúng ta lại chữa giống như sung huyết, thì đó là một sai lầm. Vì những trường hợp này đôi khi chúng ta phải sử dụng thuốc tác dụng co bóp sớm, có thể phải bù dịch hoặc là các nguyên nhân khác, ví dụ như tràn dịch màng tim vân vân. Và cái nhóm cuối cùng là nhóm phức tạp nhất là có tổ hội chứng tim thận, với tùy từ huống người bệnh khi vào viện, tức là trên thân thận xấu đi ngay hoặc sau đó cải thiện rồi lại xấu đi vân vân. Thì đây là những tình huống chúng ta đôi khi phải theo dõi sát và phải có chỉ định lọc máu liên tục hoặc là lọc thận để chúng ta cứu người bệnh. Và khi chúng ta đã cứu tốt người bệnh rồi thì chúng ta cần làm sao cho bệnh nhân giảm được tái nhập viện. Vậy thì sau suy tim cấp, cái tái nhập viện có nguy cơ cao hay không? Thì mình nhận thấy rằng là có 3 giai đoạn tái nhập viện của bệnh nhân trong suy tim. Giai đoạn đầu tiên thì mình thấy là màu đỏ lên rất là nặng, và sau ngay trong tháng đầu, và đây là giai đoạn cuối. Cái hình màu xanh là mình hình giả định thôi, còn thực tế bệnh nhân diễn tiến từng đợt thì nó sẽ xấu hơn rất là nhiều. Nhưng vấn đề đặt ra vậy thì chúng ta phải cố gắng làm sao giảm được cái giai đoạn đầu tiên. Có nhiều nghiên cứu đã được chứng minh, và trong những thuốc chữa suy tim hiện nay là thuốc ACTI là một trong những thuốc được sự ưu tiên sử dụng rất nhiều, vì nó ưu việt hơn cả ức chế men chuyển. Chính vì vậy, liệu nó có dùng được cho bệnh nhân suy tim sau suy tim cấp ổn định hay không, thì đã có nghiên cứu Pioneer để chứng minh điều này. Nó chứng minh được là nó làm được NT-proBNP, điều đấy có nghĩa là cải thiện được tình trạng suy tim mà không hề có tác dụng phụ. Mà điều quan trọng là nó các tiêu chí gộp về mặt lâm sàng là nó giảm được cái tình trạng tử vong nhập viện do suy tim hỗ trợ thất và chờ ghép tim đến 46%, với NT chỉ là 13. Chính vì vậy mà Hội đồng suy tim châu Âu và Mỹ đã đề nghị là ở những bệnh nhân nhập viện về suy tim thì chúng ta có thể sử dụng ACTI, Sacoprim và Sotang, khuyến nghị được dùng ngay thay cho các ức chế men chuyển và thụ thể, và có thể không cần thử NT. Và chúng ta có thể dùng cho bệnh nhân mà trước đây chưa dùng ức chế men chuyển hay thụ thể trước đó. Và vừa rồi thì Bộ Y tế cũng như Hội Tim mạch Việt Nam cũng đã xây dựng phác đồ suy tim mới và Bộ đã phê duyệt. Thì cũng tương tự như vậy, Hội Tim mạch Việt Nam và Bộ Y tế cũng cho phép chúng ta sử dụng thuốc ACTI ở bệnh nhân suy tim cấp ổn định mà có thể trước đó bệnh nhân chưa từng dùng ức chế men chuyển hoặc thụ thể. Như vậy để kết luận thì chúng tôi xin phép có một số điểm. Thứ nhất, suy tim cấp là một nguyên nhân nhập viện thường gặp, đặc biệt là người lớn tuổi. Và nhận diện xác định ngay lập tức các tình huống lâm sàng đe dọa cũng như là các yếu tố đồng thúc đẩy là rất quan trọng. Chẩn đoán và đánh giá cần phải đầy đủ cho mỗi bệnh nhân suy tim cấp để chúng ta có hướng chiến lược chẩn đoán điều trị thích hợp. Thái độ được xử trí dựa trên diện mạo lâm sàng hơn chỉ là đơn thuần các huyết áp, và chúng ta cần phải chia cái bảng 2/2 để chúng ta biết người bệnh thuộc nhóm nào. Chúng ta cần điều trị đúng và sớm để giúp cải thiện tiên lượng cho bệnh nhân trong và sau xuất viện. Và một điểm nữa là chúng ta cần phải thay đổi cái cách tiếp cận. Hiện nay bệnh nhân đang điều trị suy tim, chúng ta cần chỉnh liều lợi tiểu đúng và thích hợp, cân nhắc duy trì beta không có chứng chỉ định, và lưu ý dùng thuốc vận mạch với là 3 điểm cần nhớ và 7 nguyên tắc trong thực hành. Và chúng ta sử dụng sớm ACTI và phù hợp ở bệnh nhân suy tim mà chúng ta có thể sử dụng được. Thì xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các anh chị đã chú ý lắng nghe.
Vâng, xin cảm ơn phần trình bày rất công phu của bác sĩ Nguyễn Thanh Hiền về chủ đề suy tim cấp. Quay trở lại trường quay, chúng ta sẽ đến với mục bàn luận của chuyên gia khách mời về các khía cạnh liên quan đến suy tim. Xin lưu ý mục comment tại group Facebook cũng như chatbox trên ứng dụng Zoom luôn chào đón những câu hỏi của quý đồng nghiệp thảo luận cùng khách mời. Vâng ạ, thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Việt ạ, qua phần trình bày rất là đầy đủ về của bác sĩ Nguyễn Thanh Hiền về chủ đề suy tim cấp, những thách thức và cơ hội trong năm 2020 hiện nay chúng ta có gì mới? Vậy thì trở lại với chủ đề suy tim cấp trong bệnh cảnh Việt Nam, thì thầy có thể cho biết là hiện nay trong bệnh cảnh lâm sàng Việt Nam tại các phòng cấp cứu nội khoa mãn tính thì đâu là các nguyên nhân thường gặp gây suy tim cấp mới xuất hiện lần đầu, cũng như là các nguyên nhân yếu tố chính mà gây khởi phát đợt cấp mắc mù của suy tim mạn ạ? Vâng, thưa các quý đại biểu và các bạn đồng nghiệp, chúng ta biết là có nhiều cái nguyên nhân để gây ra suy tim cấp, và suy tim cấp nó là một cái tình trạng cấp cứu có thể gặp trong chuyên ngành tim mạch cũng như tất cả các chuyên khoa khác của chúng ta. Thế thì có rất nhiều các cái nguyên nhân, nhưng mà tôi thấy ở Việt Nam mình có một số các cái nguyên nhân nó chủ yếu nó hay gặp, ví dụ như là cái tăng huyết áp của mình. Có những người là tăng huyết áp nhưng nó gây tăng huyết áp kích phát lên, số huyết áp rất cao và nó gây ra một cái suy tim trái, một cái cơn hen tim hay là cơn phù phổi cấp, tức là tăng huyết áp mà không được kiểm soát tốt. Đấy là một cái nguyên nhân rất là hay gặp của mình. Thứ hai nữa là bây giờ có một cái bệnh lý là bệnh lý động mạch vành, nhất là cái trường hợp nhồi máu cơ tim, và nhồi máu cơ tim lại gây thủng vách tim hay là đứt các dây chằng cột cơ, nó gây ra một cái tình trạng suy tim cấp. Thế rồi là các trường hợp, đặc biệt ở Việt Nam mình có nhiều các cái bệnh lý van tim, nó có những cái biểu hiện biến chứng là rung nhĩ nhanh, tức là rung nhĩ mà tần số thấp nó nhanh, thì những trường hợp đó nó cũng gây ra một cái tình trạng suy tim cấp rất là rõ. Thế rồi là gì, các cái trường hợp mà tôi cho là cũng hay gặp gần đây là các trường hợp nhồi máu phổi, đúng không ạ? Cũng gây ra một cái bệnh cảnh suy tim cấp rất là nặng. Đặc biệt có một cái là phải nhấn mạnh, tức là gì, là có rất nhiều bệnh nhân người ta tự nhiên đang điều trị người ta lại bỏ điều trị, thành ra là tất cả các cái triệu chứng của suy tim nó bùng lên, hoặc là người ta lại tự chỉnh cái phác đồ điều trị của thầy thuốc, làm cho tất cả các triệu chứng của suy tim và đang có vốn có thì bụng nó nặng lên rất nhiều, khởi phát đột ngột. Thì đấy tôi nghĩ là một số các cái nguyên nhân hay gặp. Cái gần đây lại có thêm cái nguyên nhân mà cũng hay gặp nữa là các cái vỡ của các cái phình tách thành động mạch chủ. Thì chúng ta có thể gặp rất là nhiều nguyên nhân, nhưng đấy là một số các nguyên nhân hay gặp ở trên lâm sàng hiện nay. Dạ vâng ạ. Và đặc biệt là theo ý kiến cá nhân em thì trong thời kỳ đại dịch Covid-19 hiện nay thì do nỗi lo sợ là dịch bệnh lan tràn thì có khá nhiều bệnh nhân mặc dù là đã có biết bệnh sử bệnh tim trước đó nhưng mà lại có lo sợ vì bị lây bệnh nên không đến các cơ sở y tế để thăm khám rồi bỏ thuốc rồi dừng thuốc, thì các cái hiện tượng mà suy tim mất bù mới ở những nhóm mà suy tim mạn đang ổn định thì cũng là cái vấn đề mà nhức nhối trong thời kỳ hiện nay, đúng không ạ? Nó rất đúng, nhưng mà tôi xin nhắc lại là Covid người ta rất là hạn chế để tiếp xúc này nọ, nhưng mà những người có bệnh tim, nhất là bệnh tim nặng ấy, thì cũng đừng có ngại ngần, nhất là tình trạng ví dụ đã nghi ngờ nhồi máu cơ tim cấp thì đừng có ngại ngần mà phải đến gặp thầy thuốc, chứ không thì rất là nguy hiểm. Và trên thực tế đã có những trường hợp là nhồi máu cơ tim mà không đến được kịp bệnh viện là do người ta cứ ngại những yếu tố đó. Vâng ạ, dạ đúng như thầy Nguyễn Lân Việt nói ạ. Thì theo các báo cáo mới gần đây nhất thì cái việc mà bệnh nhân phải nhập viện trong bệnh cảnh PCI nhồi máu cơ tim mà cần can thiệp cấp trong đại dịch Covid ở ngay kể cả chính nước Mỹ cũng đã giảm hẳn so với những cái thông số liệu hàng năm trước đó. Rõ ràng là Covid đang ảnh hưởng đến toàn bộ các lĩnh vực đời sống và y học của chúng ta. Dạ vâng ạ. Trở lại với cơ đầu cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thay mặt cho ekip chương trình ạ, xin có một câu hỏi gửi đến bác sĩ Nguyễn Thanh Hiền ạ. Dạ vâng ạ, xin chương trình kết nối với bác sĩ Nguyễn Thanh Hiền ạ. Dạ, bác sĩ. Dạ, nghe đây ạ. Dạ, xin chào thầy Việt, xin chào trường quay ạ. Xin chào MC, bác sĩ Thủy. Dạ, xin chào quý đồng nghiệp. Thầy giờ kết nối, tôi sẽ nói luôn. Dạ, xin mời. Vâng ạ. Xin mời tổ trưởng quay giúp đỡ kết nối với bác sĩ Thanh Hiền một lần nữa. Thì để trở lại chương trình, giúp chương trình không bị gián đoạn, xin mời giáo sư Nguyễn Lân Việt ạ. Thầy có thể giúp chương trình trả lời câu này được không ạ? Vâng. Tôi cho là thế này, chẩn đoán suy tim cấp có những trường hợp rất là dễ, nhưng cũng có những trường hợp nó cũng rất là khó. Mình phải phân biệt với một số các cái trường hợp khác. Thì từng cái xét nghiệm cận lâm sàng nó cũng có thể giúp đỡ cho các thầy thuốc để mà phân biệt với các cái trường hợp khác. Tôi lấy ví dụ như là điện tâm đồ. Điện tâm đồ cái làm thì người ta có thể thấy ngay là cái tần số tim nào.
hình dạng của các cái loại rối loạn nhịp, là nhịp xoang hay là rung nhĩ, trong trường hợp đấy có là rung nhĩ nhanh hay không. Thế rồi là xem một cái người ta có thể biết ngay là có nhồi máu cơ tim hay không. Ở trong tất cả các cái trường hợp đó thì phần nào người ta định hướng cho người thầy thuốc là cái nguyên nhân có thể là thế này. Thế rồi nếu mà có, thường trong các phòng cấp cứu có cái x-quang tại giường này, người ta thấy ví dụ phù phổi cấp cái thấy có thể hình cánh bướm hoặc là một cái viêm phổi, hay là thấy một hình tim to, hay là quai động chủ rất là vòng, người ta có thể sợ xem như là tách thành một chủ hay không. Thế rồi hiện nay cái siêu âm tim cũng rất là phổ biến, siêu âm tim tại giường luôn. Siêu âm tim thì có thể cho biết cái gì? Một là hình dạng, kích thước của các cái buồng tim. Thế rồi là chức năng co bóp của tim nào, mình soi thế mình biết ngay lập tức. Thế rồi đánh giá được áp lực ngoài phổi, các van tim có hẹp, có hở hay là không. Thế rồi là có huyết khối ở trong các buồng tim hay không. Thì tôi cho là cái siêu âm tim nó giúp ích rất nhiều. Và trong một số trường hợp, nhất là trong trường mạch vành nghi nhồi máu cơ tim, có thể xem có rối loạn vận động vùng hay không. Thì nó là một cái thăm dò không chảy máu, nhưng giúp ích rất nhiều cho người thầy thuốc để mà có thể phân biệt với các cái trường hợp khác. Thế rồi là gì? Các xét nghiệm về máu. Máu thì chúng ta tùy theo cái cơ sở chúng ta, nhưng tôi cho là này, cái công thức máu, ít nhất là xem có bị thiếu máu, có trường hợp là suy tim cấp mà do thiếu máu. Thế rồi là bạch cầu có nhiều không, để xem cái tình trạng nhiễm trùng nó như thế nào. Thế thì chúng ta nghi ngờ hội chứng ngoài hành cấp thì phải làm cái troponin. Rồi là để mà xem cái suy tim thì người ta thường làm là NT-proBNP hoặc là BNP thôi. Nếu mà chúng ta thấy là cái NT-proBNP đấy nó lại dưới 300 hoặc là BNP dưới 100 thì thường ta có thể loại được các cái trường hợp suy tim trên đó. Thế rồi ngay kể cả trong các cái xét nghiệm về máu đó, nhiều khi ta có thể là xem về cái chức năng thận, chức năng gan như nào để cho mình định hướng xem là cái này nó hoàn toàn do tim hay là có thể hội chứng tim thận nó tác động vào đây. Thế ra là tùy theo cái điện tâm đồ, cái x-quang tim phổi, cái siêu âm tim, các cái xét nghiệm về máu vân vân thì nó đều giúp ích cho mình trong định hướng đến hội chứng suy tim cấp hay là có thể loại trừ đi trong từng các cái trường hợp không? Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ, thưa thầy ạ, ở trong bệnh phòng cấp cứu tại Việt Nam thì có một cái xét nghiệm mà chúng ta rất là thường có thể sử dụng được là xét nghiệm khí máu, đúng không ạ? Để có thể giúp với loại trừ những trường hợp những cái đợt cấp của COPD với PCO2 rất là cao, hay như xét nghiệm Dimer giúp chúng ta phân biệt trong cái tình trạng tâm phế cấp của một cái nhồi máu phổi mà có ảnh hưởng đến huyết động ạ. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn. Nếu mà là có làm được khí máu thì rất là tốt. Dạ, xem vâng là PAS máu, bão hòa oxy, dạ, đúng vâng không? Vâng ạ. Dạ vâng ạ. Xin kính mời tổ kỹ thuật giúp chúng tôi kết nối lại với trường quay ở phía đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, bác sĩ Thanh Hiền ạ, hiện tại thì bác sĩ đã nghe rõ lời của MC ở đầu cầu Hà Nội chưa ạ? Dạ, bác sĩ Thủy, tôi nghe thì rõ lắm, mà không biết Thủy có nghe được tôi không? Có một câu hỏi dành cho bác sĩ Thanh Hiền ạ. Em nghĩ rằng câu hỏi này là cái phần mà thắc mắc của khá nhiều bạn khán giả đã đặt câu hỏi về chương trình. Đó chính là bác sĩ có thể cho biết là sự khác biệt trong chẩn đoán và xử trí của một suy tim phải cấp và suy tim trái cấp được không ạ? Dạ, được ạ. Thì như chúng tôi nói ban đầu thì nữa, khi chúng ta một người bệnh bị suy tim cấp vào thì một trong những phần chúng ta cần phải trả lời đó là người bệnh này suy tim nào là chính, ví dụ như là suy tim phải là chính hay tim trái là chính hay là kết hợp. Tất nhiên trong thực hành thì chúng ta sẽ gặp là suy tim trái nhiều hơn. Như vậy thì giữa suy tim phải ban đầu và tim trái thì về mặt nguyên nhân cũng như ngoại thể Việt cũng có nói, mình thấy rằng là hai nguyên nhân nó hoàn toàn khác nhau. Thì suy tim phải cấp thì thông thường nó sẽ là hậu quả của ví dụ như của thuyên tắc phổi, của đợt cấp của COPD hoặc là bị tổn thương bên phải trực tiếp, ví dụ có những trường hợp bệnh lý cơ tim bên phải hoặc viêm cơ tim mà lại khu trú ở bên phải, hoặc ở những trường hợp mà bị vết thương ở bên phải. Còn ở bên trái thì mình rất nhiều nguyên nhân chúng ta vẫn thường gặp. Vậy thì trong cái chữa thì cái vấn đề quan trọng nhất của cái suy tim trái chúng ta đã quen rồi, mà thông thường chúng ta sẽ là giảm hậu tải, chúng ta dùng lợi tiểu vân vân. Nhưng đối với suy tim phải thì việc đấy nó khác. Thì chúng ta không thể nào chúng ta sử dụng các thuốc để dùng như là vitamin liều cao hoặc là giảm hậu tải, hoặc là chúng ta không thể nào dùng lợi tiểu quá mạnh được. Và vấn đề điều trị suy tim phải ở đây nó khác là gì? Đầu tiên là chúng ta phải cân bằng đánh giá cái suy tim phải này là nặng hay nhẹ. Tức là chúng ta phải đánh giá xem cái tình trạng co bóp, có thể chúng ta đánh giá bằng mặt lâm sàng xem tình trạng tụt huyết áp có nặng hay không, thất phản có giãn nhiều hay không, vân vân. Thứ hai, cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải xác định được cái nguyên nhân của suy tim phải này là gì.
Vì vì mỗi một nguyên nhân thì chúng ta sẽ phải có một cách điều trị đặc hiệu khác nhau. Ví dụ như là nguyên nhân của đợt này nó là của PE thì có nghĩa là kiểu gì chúng ta cũng phải sử dụng các biện pháp. Ví dụ như là có thể phải dùng tiêu sợi huyết nếu như là thuyên tắc phổi đó nặng, hoặc là chúng ta dùng chống hút khối. Đấy, còn đối với đợt cấp của CVD chẳng hạn thì chúng ta phải điều trị cái CVD, hoặc là do tăng áp phổi thì mình phải điều trị các nguyên nhân của tăng áp phổi. Vấn đề thứ hai là cái lượng dịch chúng ta đưa vào bao giờ cũng phải hạn chế, chúng ta không được để cái tiền tải quá mức. Bởi vì khi chúng ta để tiền tải quá mức thì thất thải nó sẽ giãn, và ở thời điểm đấy thì cái vách liêu thất nó sẽ bị đẩy sang bên trái và nó gây làm nặng thêm tình trạng suy tĩnh trái, và nó khi nó làm quá tải cho phải nặng thì cũng làm cho tình trạng co bóp càng tệ hơn. Và vấn đề thứ ba là nếu chúng ta lại dùng tiền tải để tiền tải quá thấp thì cũng không được. Thế do đó ở những người trường hợp suy tim phải, về nguyên tắc thông thường là cái đầu tiên là chúng ta cũng là cần các hỗ trợ điều trị nguyên nhân, và chúng ta cân đối cái lượng dịch và cái thuốc mà chúng ta làm giảm tiền tải, ví dụ lời tiểu nhẹ để chúng ta đảm bảo là cái thất phải nó không bị quá tải về mặt thể tích, cũng như là chúng ta làm giảm bớt được áp lực lên thất phải. Đồng thời thì chúng ta giai đoạn nặng nữa chúng ta thể dùng các thuốc tăng co bóp thất phải, mà thông thường đối với tăng co bóp thất phải thì chúng ta sẽ dùng dobutamine là thuốc duy nhất có thể có tác dụng. Có một số trường hợp thì suy tim phải quá mức mà có thông tin nhanh thì người ta cho phép chúng ta sử dụng decoxin. Như vậy trong cái vấn đề của suy tim phải nó khác bên trái là chúng ta không được giảm tiền tải quá mức, không được sử dụng giảm cầu tải và lợi tiểu nhẹ nhàng. Và chúng ta khi sử dụng các thuốc tăng co bóp thì hết sức lưu ý. Thông thường thì chúng ta sẽ dùng dobutamine trước cho những trường hợp giảm co bóp thất phải. Và một các biện pháp nữa là quan trọng nhất là chúng ta chữa cái nguyên nhân của suy tim phải vì nó hơi khác so với suy tim trái. Do đó là trong cái việc chữa hai cái suy tim này nó có một số điểm khác biệt như vậy. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn phần trả lời rất là chi tiết của bác sĩ Thanh Hiền ạ. Thầy Lâm Việt ạ, thầy có bổ sung gì cho phần trả lời của bác sĩ Thanh Hiền cũng như góp ý đến phần cái mảng này cho độc giả không ạ? Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hiền. Tôi thấy là có một cái phải lưu ý các đồng nghiệp. Trong phần lớn các trường hợp suy tim cấp thì ta hay dùng lợi tiểu hay dùng các giãn mạch vân vân. Thế nhưng có cái trường hợp tức là nhồi máu cơ tim mà nhồi máu thất phải, thì trong trường này tôi xin lưu ý là trong trường này thì lại không dùng lợi tiểu và không dùng các thuốc giãn mạch, thì nó làm giảm cái lượng máu trở về thất, và như vậy thì tình trạng suy tim nó lại nặng lên. Anh em rất là lưu ý hiện nay là khi mà nhồi máu cơ tim thường người ta phải xem cái vùng tổn thương, nếu là đúng là nhồi máu cơ tim của thất phải thì rất là hạn chế và thường là không nên dùng lợi tiểu với các thuốc giãn mạch ở trong trường này. Tôi xin lưu ý như thế. Thứ hai là rất lưu ý là cái cố gắng tìm được cái nguyên nhân. Tôi lấy ví dụ như là phù phổi cấp do hẹp hay lá khít chẳng hạn, thì nếu các loại thuốc nó chỉ là rất là tạm thời thôi, còn sau đó nếu như chúng ta nong được cái van hai lá hoặc là thay cái van hai lá thì nó giải quyết được nguyên nhân một cách triệt để cho người bệnh. Vâng, rõ ràng là qua phần bổ sung của thầy Lâm Việt thì chúng ta thấy là cái vai trò của cái siêu âm tim cấp cứu tại giường trong giúp định hướng chẩn đoán và phân loại nguyên nhân suy tim trái hay là suy tim phải là rất quan trọng, đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Trở lại đến đầu cầu của Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thưa bác sĩ Thanh Hiền, lúc nãy trong phần trình bày của mình thì bác sĩ có đề cập đến vai trò của BNP trong việc mà chúng ta xác định có hay không tình trạng suy tim cấp, giúp chúng ta rule out ngoại trừ những cái trường hợp mà cái khả năng mà có tình trạng suy tim cấp là thấp, và có thể là chủ yếu là các cái bệnh lý nội khoa khác gây nên cái tình trạng nhập viện của bệnh nhân. Vậy thì bác sĩ có thể giúp các quý đồng nghiệp rõ hơn về cái vai trò của BNP trong việc chẩn đoán cũng như tiên lượng và theo dõi điều trị của bệnh nhân suy tim được không ạ? Xin rất cảm ơn trường quay. Thì chúng ta đều biết là cái sử dụng các cách tích có vai trò thứ nhất là để trong chẩn đoán, thứ hai là để giúp tiên lượng, và thứ ba là để giúp theo dõi điều trị. Thì trong trường hợp đầu tiên là để chẩn đoán thì nó có hai phần là chẩn đoán loại trừ và thứ hai là khả năng. Chúng tôi xin phép được nhắc lại vai trò của peptide là vai trò lớn nhất là trong chẩn đoán loại trừ, tức là cái độ đặc hiệu rất là cao. Còn trong vấn chuyện để khẳng định có hay không thì cái độ đặc hiệu nó thấp hơn, vậy nó đòi hỏi giá trị càng cao thì khả năng sẽ càng đúng. Như chúng ta đã biết là ví dụ nếu chúng ta sử dụng NT-4B là trên 10.000 thì khả năng đúng chỉ là 95% thôi. Do đó cái xét nghiệm peptide đầu tiên là giúp chúng ta loại trừ, còn để khẳng định thì chúng ta cần phải kết hợp thêm các yếu tố lâm sàng, và khi càng cao thì cái giá trị càng cao thì khả năng đúng chúng ta càng nhiều. Cái ý nghĩa thứ hai là để tiên lượng, thì người ta đều biết rằng là nếu như ở bệnh nhân mà khi nhập viện mà giá trị mà trên 10.000 thì tiên lượng xấu. Khi chúng ta chữa mà chúng ta giảm bệnh nhân xuống dưới 5.000 mình cho xuất viện
thì điều đấy có thể là tiên lượng tốt hơn. Vậy thì trong quá trình chúng ta chữa thì chúng ta theo dõi cái gì? Cái đầu tiên là chúng ta phải về mặt hội huyết học của bên Trung Á Thái Bình Dương có đề nghị chúng ta khi bệnh nhân nhập viện chúng ta thử, và trước khi xuất viện chúng ta có thể thử một lần nữa để chúng ta đánh giá cái hiệu quả điều trị. Nếu như ít nhất giảm được 30% thì điều đấy là tốt, hoặc chúng ta giảm được giá trị tuyệt đối xuống dưới 3.000 thì điều đấy có ý nghĩa là tốt, bởi vì nó sẽ giảm được tỷ lệ tái nhập viện cũng như là các biến cố khi ra viện. Người ta khuyên chúng ta là ở bệnh nhân ngoại trú làm sao phải cố gắng duy trì được cái giá trị NT là dưới 1.000. Như vậy thì là cái giá trị của NT nó vừa có giá trị loại trừ rồi cho giúp chúng ta xác định chẩn đoán, thứ hai là giúp chúng ta theo dõi điều trị, vì việc chúng ta điều trị có giảm được NT điều đấy có nghĩa là cái peptide thì điều đấy có nghĩa là chúng ta đã chữa suy tim có cải thiện, vì cái tình trạng sung huyết và tình trạng căng thành thất cải thiện thì cái nồng độ NT muốn đi thì nó mới giảm được. Và cái thứ ba trong vấn đề tiên lượng theo dõi thì nếu như nồng độ NT càng thấp thì điều đấy tiên lượng càng tốt sau khi chúng ta điều trị, đặc biệt là trước xuất hiện mà chúng ta giảm được trên 30% hoặc là dưới con số 3.000 và sau đó chúng ta duy trì mọi chứng dưới 1.000 thì đấy là rất tốt cho bệnh nhân. Dạ xin hết. Vâng ạ, dạ thưa bác sĩ Hiền ạ, chúng tôi vừa nhận được một câu hỏi đến từ một đồng nghiệp của chương trình ạ. Để tiếp theo phần chúng ta đang bàn luận về NT-proBNP, về giá trị trong chẩn đoán, điều trị và theo dõi tiên lượng của bệnh nhân, thì bác sĩ Công đến từ Hà Nội có hỏi bác sĩ Hiền một câu, đó là xin bác sĩ Hiền có thể cho biết là vai trò của việc sử dụng xét nghiệm BNP trên bệnh nhân suy thận mạn như thế nào ạ? Chúng ta đều biết là hai cái sản phẩm này thì đều ảnh hưởng ở trên bệnh nhân suy thận. NT thì nó bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi vì cái trọng lượng phân tử nó cao hơn. Vì vậy thì cái ngưỡng chẩn đoán ở bệnh nhân suy thận, đặc biệt là GFA dưới 60 thì là ngưỡng thay thì của cái bệnh nhân bình thường là 300. Theo tuổi, ví dụ như là người trên 75 sẽ là 900, người bình thường thì là trên 450. Thì ở người bệnh thận thì giá trị thấp nhất mà chúng ta cần phải cho tức là 1.200, là người trên 75 tuổi giá trị là để chúng ta khẳng định nghi ngờ là trên 1.800. Như vậy là người ở bệnh thận GFA dưới 60 thì giá trị nó sẽ cao hơn, và hai cái số chúng ta cần nhớ đó là 900 và 1.800 ạ. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ Hiền ạ. Dạ vâng ạ, quay trở lại đầu cầu của Hà Nội ạ. Chúng em có một câu hỏi tiếp theo xin dành cho giáo sư Nguyễn Lân Việt ạ. Thưa thầy, đây là câu hỏi của bác sĩ Tuấn Long đến từ Bệnh viện Quảng Nam ạ. Chiến lược kiểm soát và theo dõi bù dịch trên nhóm bệnh nhân suy tim ở những giờ đầu và những ngày tiếp theo là như thế nào ạ? Chúng ta biết là thế này, đa số cái suy tim ấy, thì nó rất là đặc biệt, đúng không ạ? Ở trong trường hợp suy tim cấp, nó có những trường hợp là chúng ta lại phải đa số là dùng lợi tiểu, dùng giãn mạch, đúng không ạ? Nó ứ dịch rất là nhiều. Nhưng mà có những thể nó rất là đặc biệt, ví dụ như là như tôi nói, suy tim do nhồi máu thất phải, hoặc là trong trường hợp nhồi máu phổi chẳng hạn. Thế tất cả các trường hợp đó thì nếu mà chúng ta để cho cái áp lực mà trong thất phải nó thấp quá thì nó lại làm tăng cái suy tim lên rất nhiều. Thế trong trường hợp đó thì người ta lại phải tiến hành bù dịch. Nhưng bù dịch trong tình trạng suy tim thì lại luôn luôn phải xem là gì? Cái áp lực tim mạch trung tâm, mình theo dõi cái lượng nước tiểu đi ra, mình theo dõi cái huyết áp như thế nào, để mà vì thế nào là đủ, thế nào là vừa của mỗi người bệnh, nó phụ thuộc vào nhiều các yếu tố, nhiều các thông số mình cùng quan sát ở trong chỗ đó. Nói thế để thấy là có, không phải là cứ suy tim là cứ cho lợi tiểu thật nhiều, cứ cho giãn mạch thật nhiều. Cũng có những trường hợp như tôi nói, mình nó suy cái thất phải trong trường đó thì là phải bù lượng dịch, và cái lượng dịch đó cho vào thế nào thì nó tùy thuộc vào từng cái thông số ở trên người bệnh, tùy cái tình trạng người bệnh thì để mà chúng ta lựa chọn cho các loại dịch nó khác nhau. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, ở đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thưa bác sĩ Thanh Hiền ạ, giáo sư Nguyễn Lân Việt vừa có đề cập đến cái vấn đề là việc chúng ta cần phải xác định xem bệnh nhân thừa dịch, đẳng dịch hay là thiếu dịch để bổ sung trong những cái pha điều trị suy tim cấp. Vậy thì trong quá trình thực hành lâm sàng thì kinh nghiệm của bác sĩ Hiền là như thế nào ạ? Và đặc biệt là trong xu thế hướng mới hiện nay, ngoài việc là các phương pháp kinh điển như chúng ta đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, theo dõi lượng nước tiểu của bệnh nhân và huyết áp, đấy là một trong những con số khách quan mà giúp chúng ta đánh giá cái tình trạng dịch của bệnh nhân, thì tại cơ sở bác sĩ đang thực hành thì có áp dụng cái phương pháp đó là sử dụng siêu âm để đánh giá mức độ đường kính cũng như đàn hồi của tĩnh mạch trụ dưới trong đánh giá cái tình trạng dịch của bệnh nhân hay không ạ? Dạ, kính thưa thầy Việt, thưa quý đồng nghiệp, thì để tiếp theo phần của thầy Việt thì chúng tôi cũng xin chia sẻ một số kinh nghiệm
Cái thứ nhất là về cái cách đánh giá thì cũng thưa với các quý đồng nghiệp là chúng tôi đã áp dụng cái biện pháp mà đo cái tĩnh mạch trụ dưới này, cái đường kính của nó và cái dao động của nó khi so với hô hấp cách đây chắc là cũng khoảng từ năm 2017. Từ khi anh Thạch Nguyễn về có trao đổi và chúng tôi có đọc được thì chúng tôi đã áp dụng 115. Và ở bên Đại học Y Dược thì cũng đã áp dụng những cái biện pháp này để chúng tôi đánh giá tình trạng dịch. Bên cạnh cái vấn đề chúng ta đánh giá về lâm sàng dựa vào CPP hoặc là dựa vào khám lâm sàng cũng như là các dấu hiệu của xét nghiệm khác. Vậy thì khi chúng tôi theo dõi cái lượng dịch của người bệnh thì chúng tôi thông thường thì chúng ta biết rằng là trong các hướng dẫn cũng như trong thực hành thì trong 3 ngày đầu chúng ta phải theo dõi rất là sát. Thì ở những bệnh nhân mà nếu mà chúng ta xét về suy tim trái trước mà có tình trạng quá tải dịch thì cái mục tiêu của nước tiểu như chúng tôi đã ban đầu có thể là 3 lít hoặc là 4 lít. Thì điều đấy có nghĩa là chúng ta phải trong vòng ví dụ 3 tiếng một lần chúng ta theo dõi được nước tiểu. Thì có nghĩa là một lần chúng ta trong một giờ ít nhất chúng ta phải đi tiểu được 120ml trở lên thì mới coi là cái việc điều trị của chúng ta là đạt hiệu quả. Do đó mà chúng ta phải chỉnh cái liều lượng tiểu như tôi nói ban đầu, đôi khi mỗi 3 tiếng 6 tiếng mình coi là mình truyền với là xích là 3 ống hay 2 ống như vậy trong vòng 3 tiếng đủ hiệu quả chưa, để mình tính lên trong 24 tiếng để là cái lượng nước tiểu chúng ta chủ động được nó sẽ là 3 lít rưỡi, hay là có những người ốm hơn thì mình rút xuống 2 lít rưỡi, vì nước ngoài người ta quy định là 3 đến 4. Thì ở chỗ chúng tôi thực hành thì mình sẽ lùi sụp một chút cho những ca lớn tuổi vân vân. Cái vấn đề thứ hai là nếu như người bệnh này là có ở bên tim phải thì với cái điều quan trọng nhất là chúng ta vẫn phải làm siêu âm để coi thất phải nó dặn thế nào và nguyên nhân của nó là gì. Và chúng ta đều biết là nếu đã là suy tim phải thì chúng ta không bao giờ được phép đổ quán 1 lít rưỡi dịch một ngày. Bởi vì nó tự nhiên nó tùy thuộc vào cái thể tích đồng người bệnh và mình đưa vào cái phách lưng thấp nó có bị đẩy hay không đẩy để chúng ta quyết định cái lượng dịch đó có thể từ 500 ml tùy, nhưng bao giờ không bao giờ được phép quá 1 lít rưỡi. Và chúng ta sẽ sử dụng lượng tiểu một liều thấp làm sao để đảm bảo rằng là thất thải nó không bị giãn quá mức và cũng không bị thiếu dịch. Và chính vì vậy mà thông thường thì trong cái trường hợp mà cân đối lượng dịch thì chúng tôi bao giờ cũng theo dõi bên ăn xuất nhập để đảm bảo người bệnh đi tiểu được là 3 cho đến 4 lít và đảm bảo cái bi lăng ấy là âm, thì chắc chắn là bệnh nhân sẽ không có diễn tiến xấu hơn và cân nặng phải được giảm và trung bình là 1 cho đến 2 kg một ngày. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ Thanh Hiền với phác đồ rất là cụ thể và chi tiết đến từng con số. Thì chắc hẳn là phần trả lời này đã giúp thỏa mãn quý đồng nghiệp trong việc cái quá trình chúng ta theo dõi sát sao bệnh nhân trong tình trạng suy tim cấp ở những cái giờ đầu và những cái ngày đầu tiên, đúng không ạ? Đã trở lại với phần hỏi đáp của chương trình, câu hỏi tiếp theo em xin dành cho giáo sư Nguyễn Lương Việt ạ. Đó là bác sĩ Minh Công đến từ Hải Phòng ạ. Thưa thầy và chương trình, em xin có câu hỏi với bệnh nhân nhồi máu cơ tim thất phải có đau ngực dữ dội và huyết áp có xu hướng tụt với huyết áp tâm thu tối đa chỉ vào khoảng 90ml thủy ngân thì có thể dùng thuốc gì để giảm đau cho bệnh nhân trong lúc chờ PCI ạ? Em xin cảm ơn. Đây là một câu hỏi rất là đúng, đúng không ạ? Ở trong tất cả các trường hợp, chúng ta biết là trong trường hợp nhồi máu thất phải thường là khá là nặng, và trong tất cả các cái trường hợp mà nhồi máu cơ tim thì về nguyên tắc tức là thế này: ta làm thế nào ta tái thông được cái mạch vành đó bằng mọi biện pháp, thì tất cả người ta thường khuyên là chuyển ngay bệnh nhân đến một cái cơ sở có tái thông được. Nhưng mà có những trường hợp ở xa quá không được nữa thì trong trường hợp đó người ta lại phải là cho tiêu sợi huyết. Thế nhưng mà tiêu sợi huyết thì người ta lại không dùng trong các trường hợp mà nó lại tụt, gọi là gì, tụt huyết áp quá rồi. Trong các trường hợp thì tôi nghĩ là này, cái tụt huyết áp đó cũng là do rối loạn huyết động, nhưng mà đầu tiên cố gắng là giảm đau cho người bệnh. Là nếu mà chúng ta ở tất cả các nơi chúng ta đều có morphine, ta là giảm đau, khi giảm đau nó cũng đỡ đi tất cả các cái dấu hiệu của cường giao cảm, các cái gọi là kích thích đối với người bệnh quá nhiều, thì khi giảm đau như thế nó cũng đỡ cái tình trạng nặng cho người bệnh. Sau đó là gì, mình sẽ tìm cách là làm thế nào mình lại phải nâng áp. Trong cái chúng ta biết là trong nhồi máu cơ tim, chúng tôi vừa có một đồng nghiệp cấp cứu ở bệnh viện Đại học Y, bắt đầu trị này là không bao giờ huyết áp cao cả, nhưng mà bắt đầu lại bằng một cái huyết áp rất cao, 180, 140. Thế là cái huyết áp cao đó khi ghi điện đồ thì nó là hình ảnh của nhồi máu cơ tim. Thì trong trường đó không phải là hạ áp, mà trong trường đó lại không phải nâng áp, mà chúng ta lại phải hạ huyết áp xuống. Nhưng còn khá nhiều các trường hợp là nó lại tụt áp. Khi tụt áp thì tưới máu cho tất cả các tạng, trong đó tưới máu cho tim nó cũng kém đi, thì phải bằng mọi cách là mình tiến hành mình nâng áp cho người bệnh ở trong tất cả trường này. Thế nên nó là không có một cái công thức chung được.
ở trong trường đó cố gắng giảm đau bằng thở oxy, bằng gọi là bằng các cái thuốc giảm đau, nhất là các giảm đau cho morphine ở trong người ta, đồng thời điều chỉnh cái con số huyết áp để nó tưới máu cho các cái tạng được tốt hơn. Nhưng mà cố gắng là gì? Nhanh chóng mà chúng ta trong lúc ấy phải chuẩn bị nhanh chóng là có được các biện pháp can thiệp mạch vành cho người bệnh, thì đấy là các cái có thể là giải quyết được cơ bản nhất, chứ còn tất cả các biện pháp kia thì nó chỉ là chữa triệu chứng lúc đầu thôi. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn thầy ạ. Sẽ trở lại với đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh ạ. Vâng ạ, chủ đề về các marker sinh học luôn là rất là hấp dẫn đối với các quý đồng nghiệp ạ. Thưa bác sĩ Thanh Hiền ạ, bác sĩ Hoàng Kim Triều đến từ Ngọc Lặc Thanh Hóa có một câu hỏi ạ. Xin kính chào các thầy, em xin hỏi giá trị proBNP trong suy tim cấp ở những nhóm bệnh nhân mà có kèm nhiễm trùng nặng có gì thay đổi hay không ạ? Dạ, tuy nhiên với quy tắc là ở những bệnh nhân nhiễm trùng thì cái giá trị nếu như không có kèm suy thận thì người ta vẫn áp dụng cái chỉ số như của người bình thường. Chỉ có điều là như tôi nói ban đầu là để loại trừ thì mọi chuyện nó rất là tốt, nhưng để khẳng định thì cái đấy nó chỉ là giá trị tham khảo. Do đó chúng ta vẫn phải nhận định được là cái nhiễm trùng đấy, ví dụ như ở phổi đi, cái khó thở đấy có phải ở phổi lành chính hay không. Do đó là nếu nó có cao thì mình có nghi ngờ thêm cái dấu hiệu là khả năng có tổn thương tim hay không thì chúng ta làm thêm cả troponin nữa để mình biết rằng cái nhiễm trùng nặng đấy nó có cần khởi phát cái tổn thương tim hay không. Vì chúng ta biết là trong cái nhiễm trùng gọi là viêm phổi khởi phát biến cố tim mạch cấp tính thì nó có ba cái biến chứng mà thường gặp. Một là suy tim mất ngủ cấp như chúng ta đang nói, hai có thể nó khởi phát nhồi máu cơ tim, và thứ ba nó khởi phát loạn nhịp. Như vậy thì trong cái biến cố đầu tiên là biến cố nhiễm trùng khởi phát biến cố tim mạch cấp tính thì nó có thể có khởi phát là suy tim mất ngủ cấp. Như vậy thì liệu cái khó thở của cái người viêm phổi này đã đủ gây suy tim mất ngủ cấp hay chưa, hay nó vẫn chỉ là ở cái mức tổn thương thôi? Vì cái vai trò của NT là có vai trò loại trừ, nếu nhiễm trùng đấy vào cái khó thở NT vẫn là dưới 300 thì mình vẫn khẳng định là khó thở này hoàn toàn là của cái bệnh lý hô hấp đã gây ra. Trừ khi nó quá cao thì mình mới nghĩ rằng có thể có tổn, nó đã gây ra tổn thương tim và gây ra suy tim mất bù, thì lúc đó mình có thể kèm thêm hình thử tông đi nó thấy cũng lên nữa, và mình có thể mình làm thêm một số khám lâm đánh giá miễn số lâm sàng, và mình có thể chữa thử bằng các biện pháp mình giảm xung huyết phổi một chút đi khác vân vân. Và bây giờ cải thiện thì đấy có nghĩa rằng trên X quang thay vì cái hình viêm phổi thì là cái mờ đó nằm ngoại biên, mà bây giờ mình lại thấy sau 2-3 ngày bệnh nhân khó thở hơn thì mình chụp lại mình thấy cái hình mờ đấy nó tập trung ở vùng rốn, thì điều đấy có nghĩa là khả năng bệnh nhân đã có thêm cái biến cố suy tim mất ngủ cấp do cái hậu quả của nhiễm trùng nó gây ra. Như vậy để tôi xin phép được nói lại là vai trò của marker vẫn là chỉ vai trò gợi ý trong vấn đề là cái suy tim đấy nó có liên quan đến nhiễm trùng hay không, còn vai trò chính vẫn là loại trừ là có hay không có suy tim mất ngủ trên cái đề nghị của này. Rồi để khẳng định nó thì chúng ta vẫn phải kết hợp thêm với lâm sàng, trong đó có cả X quang vân vân. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ Hiền ạ. Trở lại với trường quay Hà Nội ạ. Thưa thầy, em nghĩ câu hỏi tiếp theo là một bệnh cảnh lâm sàng rất thường gặp ở tại Việt Nam ạ. Bác sĩ Nguyễn Thị Bích Hằng đến từ Vĩnh Phúc có câu hỏi ạ. Em có bệnh nhân hẹp hai lá khít nhiều năm, không có điều kiện phẫu thuật thay van. Hiện bệnh nhân vào viện vì khó thở ni ha 4, phù toàn thân, gan to với huyết áp chỉ là 80-50. Trên siêu âm tim thì chức năng thất phải suy nặng, tăng áp vùng động mạch phủ nhiều, thất trái co bóp tốt. Thầy có thể chia sẻ kinh nghiệm về điều trị nội khoa ở nhóm bệnh nhân như này được không ạ? Đúng là trường hợp này rất là khó, nhất là lại ở địa phương nữa, đúng không ạ? Thế nhưng mà đa số các trường hợp mà như tôi nói hẹp hay lá khít vào, nó vào một cái tình trạng suy tim cấp, và thường là có một cái gan to nhiều, tĩnh mạch cổ nổi nhiều, phổi đầy ran ẩm vân vân, coi như là nó dọa phù phổi đấy, và nó lại hay nặng lên khi mà nó có rung nhĩ, mà lại rung nhĩ nhanh ở trong tất cả các trường đó. Thì với tất cả trường đó vào một cái là chúng tôi thường là gì, thở oxy ngay. Thứ hai nữa là cho lợi tiểu, đặc biệt là phải khống chế cái tần số thất đó bằng isoflurane hoặc là sedilanate hay là digoxin tiêm đấy. Nên đôi khi thì chúng ta lại không có những nơi là tự nhiên nó thiếu đi, nhưng mà nếu mà có thì cái trợ tim vào đó và lợi tiểu thì nó giúp cho cái tình trạng suy tim nó đỡ đi. Thế nhưng mà có một cái khó là này, có một trường hợp nó nặng quá tất cả thứ đấy mà không được nữa. Ví dụ như ở viện thì có thể là chúng tôi tiến hành gọi là nong van cấp cứu ở trong tất cả các trường hợp, khi nong được cái thì nó nhẹ thì tất cả các trường hợp nó đều tốt lên. Trong đa số các trường hợp đấy là trường hợp cấp cứu thôi. Nhưng tôi xin nhấn mạnh lại là có một cái lưu ý là với các trường hợp hẹp hay lá mà có rung nhĩ thì nếu có điều kiện mà không vội lắm thì người ta nên làm cái siêu âm tim qua thực quản,
để ít nhất là xem trong buồng tim nó có huyết khối không. Chứ nếu không mà ta vội quá thăng long vào trong tất cả trường đó thì có thể lại gây ra các cái tai biến khi huyết khối nó tọt xuống qua lỗ van hai lá, tọt xuống thất trái, nó bắn đi ở trong tất cả các trường này. Thành ra là về nguyên tắc là nó đang hẹp hai lá là nó đang ứ động dịch ở tất cả các cái nơi, thì cố gắng là chúng ta dùng cái trợ tim, dùng lợi tiểu để cho thở thêm oxy là các biện pháp rất là thông thường thôi, nó đỡ được cái tình trạng của người bệnh. Thế còn trong trường hợp mà nó huyết áp nó vẫn giảm đi nữa thì trong trường hợp đó mình lại phải dùng một số các cái thuốc để nâng áp tạm thời lên cho người ta. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn thầy. Rõ ràng là ở trong cái giai đoạn cuối một cái tình trạng mà suy thất phải trên nền một bệnh nhân có hẹp hay là khít thì luôn là vấn đề rất là nan giải. Chúng ta cần giải quyết các vấn đề từ tiền gánh, hậu gánh cho đến tăng sức năng co bóp của thất phải, và đặc biệt là vai trò. Một trong một số trường hợp bản thân cá nhân em thấy thì từ một cái bệnh cảnh hẹp hay là rất khít, khi mà chúng ta thực hiện được nong van hay là cấp cứu thì lỗ van có thể chỉ mở thêm được khoảng 0.2-0.3cm thôi thì cũng đã cải thiện rất nhiều huyết động cho bệnh nhân, đúng không ạ? Vâng. Nhưng ở đây tôi lại xin lưu ý, cũng có trường hợp là ta lại biến từ một cái hẹp hay lá nó cũng vừa vừa thôi, gần khít, nhưng mà đã có một trường hợp ta lại gây ra một cái hở hai lá do nứt dây chằng, nứt cột cờ, đúng không ạ? Cái lúc đó thì lại gây ra một suy tim cấp do chính các thầy thuốc gây nên. Dạ vâng ạ, iatrogenic, đúng không ạ? Lại trở lại với bác sĩ Thanh Hiền ạ. Thưa bác sĩ Thanh Hiền là bác sĩ Võ Duy Văn đến từ Hà Nội, có câu hỏi ạ. Thưa thầy, có thể nói thêm về vai trò của digoxin trong điều trị suy tim cấp được không ạ? Dạ, thì chúng ta đã biết là trong cái suy tim cấp thì vai trò của digoxin thì rất là ít. Như vậy thì nó sẽ có vai trò khi nào? Cái đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là sử dụng được digoxin ở những bệnh nhân nào, tức là nguyên nhân suy tim nào, là chúng ta có thể cấp nào chúng ta có thể dùng được digoxin. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng vào cái thời điểm nào, và cái thứ ba là cái tình trạng suy tim cấp đấy nó kèm cái gì thì chúng ta sẽ có lợi khi chúng ta sử dụng digoxin. Thì chúng ta đã biết là trong các nhóm suy tim cấp mà digoxin có thể có lợi, nó sẽ là những nhóm mà có quá tải thể tích mà đến giai đoạn cuối rồi, hoặc là bệnh cơ tim giãn, tức là nó không làm sao nó không bị cản trở của đường da thất trái, và EF thông thường nó sẽ là giảm. Ví dụ như là ở van hai lá, hở van hai lá, hở van động mạch chủ giai đoạn cuối, chúng ta đã biết là người cao thấp của Việt Nam rất là nhiều, người ta không có điều kiện mổ, thì cho đến khi đến với chúng ta là thất đã giãn 65-70 đường kính thấp trương, EF đã giảm. Đến lúc đó chuyển điện tâm đồ thay vì sóng tê dương do quá tải thể tích mình đã thay sóng âm rồi, là do tăng áp lực của thần kinh thấp trái. Thì đó là những cái nhóm mà có thể sẽ có lợi trong suy tim cấp khi chúng ta sử dụng digoxin. Cái nhóm có lợi thứ hai chúng ta có thể sử dụng có lợi khi cho digoxin, đó là những trường hợp như thầy Việt vừa nói là có dùng nhịn nhanh hoặc có những nhịn kịch phát trên thất mà chúng ta không có điều kiện sốc điện thì chúng ta có thể sử dụng được với digoxin. Như vậy là có hai cái nhóm chúng ta cần phải xác định, đầu tiên là nguyên nhân nhóm đấy là có lợi, và cái thứ hai là có thể có kèm các yếu tố mà có thể lợi ích của digoxin nó mang lại, đó là do nhịp nhanh. Vậy thì khi chúng ta cho digoxin thì chúng ta sẽ cho vào cái thời điểm nào là có lợi nhất? Để đối với trường hợp nhịp nhanh thì đương nhiên là chúng ta cho digoxin thay vì trước khi chúng ta cho các thuốc vận mạch, thì đấy là sẽ có lợi hơn. Còn đối với trường hợp đầu tiên, đó là do hậu quả của những trường hợp quá tải thể tích xong rồi nó gây suy bơm nặng hoặc là bệnh cơ tim giãn giai đoạn cuối, thì đôi khi giai đoạn đầu câu hỏi tiếp theo em xin dành cho giáo sư Lân Việt ạ. Đó là đến từ bác sĩ Quang Tuấn đến từ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương ạ. Thưa các thầy, em nghĩ trong mùa dịch này thì tốt nhất là hạn chế nguy cơ bệnh nhân phải tái nhập viện vì suy tim cấp. Vậy nên điều chỉnh bệnh nhân khác gì hơn so với trước mùa dịch để chúng ta không phải gặp lại bệnh nhân trong bệnh viện ạ? Đây là một câu hỏi tôi cho là rất hay, và Hội Tim Mạch Hoa Kỳ, Hội Tim Mạch Châu Âu người ta đang tập trung vào để giải quyết vấn đề này. Bởi sao? Không cứ trong mùa dịch mà bây giờ là cái làm thế nào để bệnh nhân gọi là giảm được cái tỷ lệ tử vong và nhất là giảm được tỷ lệ tái nhập viện của các cái trường hợp suy tim. Thế thì người ta nhấn mạnh đến một vấn đề rất là quan trọng, tức là trong lúc mà bệnh nhân suy tim cấp nằm ở viện đấy thì các thầy thuốc phải tranh thủ cái thời gian đó, người ta cố gắng là tìm ra được cái cách phối hợp thuốc, tìm ra các loại thuốc, tìm ra liều lượng thuốc thích hợp nhất, hay tức là tóm lại tức là tìm ra một cái phương thức gọi là tối ưu hóa trong điều trị, để cho khi bệnh nhân ra viện người ta tiếp tục được sử dụng các cái thuốc, mà cố gắng là dùng các cái thuốc viên thôi, chứ thuốc ở nhà mà tiêm thì hơi khó, để mà người ta hướng dẫn lại cho người bệnh đấy. Trong lúc nằm viện thì chúng tôi áp dụng cái biện pháp cuối cùng là như thế này, thì khi ra viện
các ông các bà phải tiếp tục sử dụng cái đó. Cái vấn đề mà người ta rất là quan tâm là tư vấn và hướng dẫn rất cụ thể cho người bệnh. Ngoài cái việc tức là tuân thủ điều trị theo cái phác đồ của người thầy thuốc, người ta phải hướng dẫn cụ thể cho người bệnh là gì, cái chế độ ăn như thế nào. Mà bệnh nhân suy tim đấy thì cố gắng là phải ăn nhạt đi, phải cố gắng là gì, hạn chế cái lượng nước đưa vào. Người ta phải cố gắng, người ta hướng dẫn là theo dõi cái lượng nước tiểu ra làm sao, và hướng dẫn là những dấu hiệu gì là dấu hiệu nặng lên của suy tim, và đặc biệt là tư vấn cho người bệnh là nên có một cái khám sức khỏe định kỳ và làm một số xét nghiệm cần thiết ở các cái thầy thuốc chuyên khoa. Chứ nếu không thì phải nói thật là khi mà người ta cũng không biết lúc nào là người ta nặng cả để mà người ta đến khám. Có nhiều trường hợp vào cái đơn nó tốt quá rồi cứ thế tôi dùng, rồi đến lúc nặng lên người ta cũng không biết mà quay lại các thầy thuốc chuyên khoa. Nên tôi cho là cái việc mà tối ưu hóa lựa chọn được một cái phác đồ tốt nhất mà khi bệnh nhân ra viện đang điều trị tốt đấy, thì hướng dẫn lại cho người bệnh cùng với các tư vấn về chế độ ăn uống, chế độ luyện tập, chế độ nghỉ ngơi. Ngay kể cả cái luyện tập cũng thế. Nếu bệnh nhân về mà cứ nằm y ra trên giường rồi nó ứ động dịch hình thành huyết khối ở chân lên thì không tốt, đúng không ạ? Nhưng nếu người ta hăng quá, ta tập nặng quá, làm những cái gánh vác nặng, tăng gánh, tăng quá sức đối với người ta thì lại không tốt. Thế nên là tất cả những cái gì mà mình có thể hướng dẫn được cho người bệnh thì mình nên hướng dẫn, kể cả những cái việc là về lại hút thuốc lá quá nhiều thì chính là lại không phải vào suy tim nhưng lại ảnh hưởng vào các cái bộ phận khác của tim mạch. Thì cái vấn đề là mình dành cái thời gian mình tư vấn, mình hướng dẫn, thậm chí là tôi thấy ở các nước ấy, thì mối tương quan giữa thầy thuốc ở trung ương, người ta viết những cái thư về cho những cái thầy thuốc ở địa phương để mà hướng dẫn là tôi chẩn đoán này, tôi đang điều trị thế này và tôi đề nghị các ông là tiếp tục thế này thế nọ vân vân. Thì tôi thấy là cái bàn giao lại cho người ta thì cái đó nó rất là tốt, giúp cho người bệnh có được một cái phương thức điều trị tối ưu nhất. Dạ vâng ạ, dạ vâng, đúng như lời thầy giáo sư Lương Việt có nói ạ, thì hiện tại thì tại Viện Tim Mạch Việt Nam cũng như tại một số các cơ sở tim mạch lớn đã cố gắng là khi mà bệnh nhân ra viện thì chúng ta có một cái tờ tổng kết điều trị ạ. Thì qua đó ngoài các cái thông tin về diễn biến trong quá trình điều trị của bệnh nhân, giúp cho các bác sĩ tuyến dưới hiểu rõ hơn về bệnh cảnh bệnh nhân trong quá trình nhập viện tại tuyến trung ương, thì thêm vào đó chúng ta cũng có các cái phác đồ và các cái hướng điều trị theo dõi mốc thời gian cần phải tái khám tiếp theo. Thì điều đó chính là không những giúp cho bệnh nhân hiểu hơn về bệnh của mình mà các bác sĩ tuyến cơ sở cũng dễ dàng hơn trong việc chăm sóc tiếp theo cho người bệnh ạ. Vâng ạ, thưa bác sĩ Thanh Hiền ạ, trong cái phần trình bày của mình thì bác sĩ cũng có nói về vai trò của các cái tối ưu hóa thuốc điều trị ở bệnh nhân trước khi ra viện ạ. Đặc biệt là các nghiên cứu mới chỉ ra vai trò quan trọng của sự kết hợp dùng thuốc mới khởi trị sớm giữa valsartan và sacubitril. Thế thì bác sĩ có thể nói rõ hơn về việc tối ưu hóa điều trị thuốc nội khoa ở bệnh nhân suy tim để làm thế nào để giảm cái tình trạng mà các cái đợt cấp mất bù của suy tim mạn được không ạ? Thì chúng ta đều biết là trước khi bệnh nhân suy tim cấp nhập viện mà xuất viện thì đôi khi bao giờ chúng ta cũng phải có một cái bảng checklist để chúng ta coi là chúng ta đã kiểm tra xem tất cả những việc đối với bệnh nhân chúng ta làm là đã tốt hay chưa. Ví dụ là các thuốc dùng đồng tĩnh mạch là chúng ta đã ngưng chưa 48 giờ chưa, huyết động có ổn định trong vòng 48 giờ đó hay không và không cần phải chỉnh liều trong vòng 48 giờ đó hay không vân vân. Bệnh nhân đã sinh hoạt bình thường được tốt chưa, thì đấy là những cái điều kiện rất là bắt buộc. Vấn đề thứ hai là về thuốc điều trị mà suy tim sau xuất viện, thì như thầy Việt cũng đã nói lúc nãy thì bao giờ nó cũng có các biện pháp điều trị không thuốc và các biện pháp điều trị thuốc. Thì trong các biện pháp điều trị thuốc thì bao giờ chúng ta cũng phải đầu tiên là phải lựa chọn những cái thuốc mà để chứng minh là đã giảm được cái tỷ lệ tử vong. Thì trong đó trước đây thì là chúng ta có các thuốc trên men chuyển, các thuốc chạy chủ thể chạy beta và kháng aldosterone. Thì bây giờ chúng ta có thuốc mới là thuốc acne, nó gồm có hai chất là sacubitril và valsartan. Là cái thuốc nó tác động ngoài cái chuyện lên hệ thống RAA, nó còn tác động lên hệ thống lipolysin. Thì thuốc này đã được chứng minh là trong nghiên cứu Pioneer đó, thì bệnh nhân sau suy tim cấp mà đã ổn định, thì cho dù có thể là ở nhóm người trước đó đã dùng ở trên tiền thể hay là chưa, nếu chúng ta khởi trị sớm thì chúng ta có thể là giảm được cái tỷ lệ tái nhập viện ở bệnh nhân mà suy tim mức độ cấp. Thì như vậy là để tối ưu thì chúng ta sẽ phải lựa chọn cái thuốc nào đã được chứng minh là hiệu quả cao nhất. Ở bên cạnh cái việc chúng ta sử dụng các thuốc chữa suy tim là tối ưu rồi, trong đó gồm có thuốc chế các hệ thống RAA hoặc là acne, rồi có chạy thủ thể beta, hoặc có thể cần những trường hợp
có kháng aldosterone chúng ta phải cho. Ngoài ra chúng ta cần phải dùng các thuốc để tùy theo nguyên nhân để nó bảo vệ là không tái phát của những cái nguyên nhân đó. Ví dụ do là bệnh mạch vành thì buộc lòng chúng ta có kháng tiểu cầu và có statin. Nếu mà do yếu tố dung nhĩ thì chúng ta phải sử dụng kháng đông, vân vân. Như vậy là để tối ưu điều trị suy tim thì nó sẽ gồm về phần thuốc, đó là gồm những thuốc chữa suy tim, những thuốc để chúng ta duy trì cải thiện triệu chứng người bệnh. Ví dụ con lợi tiểu đi, có những người bắt buộc phải dùng đường nội thấp để kéo dài thì chúng ta vẫn phải sử dụng, và những cái thuốc để nó tùy thuộc vào nguyên nhân người bệnh để chúng ta đảm bảo các yếu tố đấy nó không bị tái phát. Và điều quan trọng như là dân thực hiện đã nói là vấn đề giáo dục sức khỏe, để chúng ta tuân thủ cái chế độ ăn uống sinh hoạt, tuân thủ chế độ điều trị, chế độ tái khám theo dõi. Và cách chúng ta tối ưu nữa là chúng ta phải giáo dục người bệnh và làm sao phát triển hệ thống khám bệnh từ xa, và hướng dẫn bệnh nhân có thể làm được những gì ở nhà để tự theo dõi, ví dụ mạch huyết áp, thử đường vân vân, rồi có thể ngay bây giờ là thử cả các vấn đề về đông máu là y ne vân vân, thì là để chúng ta có thể có tư vấn cho bệnh nhân sớm. Dạ vâng ạ. Thưa bác sĩ Thanh Hiền ạ, và để kết thúc cho phần trả lời câu hỏi của chương trình ngày hôm nay, có một câu hỏi mang tính rất thời sự ạ. Như bác sĩ Thanh Hiền đã biết thì hiện nay Việt Nam đã có những ca tử vong đầu tiên ở những bệnh nhân mà có các bệnh nền nặng và có đường nhiễm COVID. Vậy thì bác sĩ Thanh Hiền có thể cho biết là việc chúng ta điều trị nội khoa tình trạng suy tim ở những cái bệnh nhân đồng mắc COVID thì có điểm gì đáng lưu ý ạ? Dạ, thì chương trình có thể chiếu cái slide của tôi ở phía dưới sau cái bài được không ạ? Ở bệnh nhân mà COVID thì chúng ta sẽ có các vấn đề sau đây chúng ta phải quan tâm. Thứ nhất là chúng ta cần phải phòng ngừa cái người bệnh suy tim ở trong mùa COVID. Và cái thứ hai là chúng ta phải đánh giá và điều trị suy tim ở những người mà người ta bị suy tim phải nhập viện như thế nào. Thì nếu mà chương trình có thể chiếu được cái phần slide tôi có để phía sau cái bài lên được không ạ? Thì nếu mà không được thì tôi xin dạ, nói với phần đầu tiên. Tổng kỹ thuật của chương trình ạ. Chắc là không được. Cái đầu tiên dạ, là mình phải tuân thủ. Dạ vâng ạ, xin bác sĩ Thanh Hiền có thể do thời lượng của chương trình có hạn ạ. Giúp bác sĩ Thanh Hiền có thể tóm tắt giúp không ạ? Rồi ok, sẽ đầu tiên mình sẽ nói cho phần phòng ngừa trước. Người ta đã suy tim rồi, bây giờ đang mùa COVID người ta phải làm gì để tránh? Thì như thầy Việt nói là phải đầu tiên thì mình phải tuân thủ cái phòng ngừa COVID của Bộ Y tế rồi. Thứ hai là mình sử dụng các biện pháp như tôi nói là hướng dẫn tại nhà, là khám bệnh từ xa. Đó là vấn đề đầu tiên. Vấn đề thứ hai là khi người ta bị nhiễm COVID vào viện thì mình phải phân loại chia làm 3 nhóm. Tất cả bệnh nhân người ta khuyên là bệnh nhân suy tim vào viện thì đều phải thử COVID. Nếu bệnh nhân có tình trạng COVID thì phải nhập cái đơn vị COVID, còn nếu không thì mình có thể cho vào trại thường lên trại như hiện nay đang làm ở các bệnh viện, còn nghi ngờ thì mình cho vào vùng nghi ngờ. Cái vấn đề thứ ba là nếu chúng ta chữa suy tim như thế thì chúng ta phải quan tâm cái gì? Quan tâm đầu tiên là người COVID thì thường là tình trạng thiếu dịch. Đó, trước đó người ta có sốt, người ta chán ăn, người ta cần hết sức lưu ý là tình trạng dù có suy tim sung huyết nhưng cái lượng dịch không, người ta thường không có dư nhiều, và đó việc chúng ta cân đối cái việc bù dịch hoặc lợi tiểu là hết sức quan trọng. Cái điểm thứ hai là khi chúng ta điều trị cho COVID thì chúng ta vẫn phải sử dụng các thuốc ức chế RAA hoặc là Arbin, bởi vì người ta đã chứng minh được vai trò của thuốc này là lợi ích mang lại nhiều hơn là cái chuyện nguy cơ nó gây cho cái virus xâm nhập vào trong tổn thương phổi. Và cái thứ ba là phải hỗ trợ thông khí sớm, đặc biệt là khi có tần số thở nhanh trên 30 lần một phút, hoặc là FiO2 trên FiO2 là dưới 300, SO2 dưới 93%, thông khí sớm, hỗ trợ sớm, và đôi khi phải sử dụng ECMO. Cái thứ tư là vấn đề về thuốc, thì chúng ta hết sức lưu ý và các thuốc ức chế men chuyển hay thủ thể thì nó có thể tương tác với một số thuốc chống virus, ví dụ như là cái nhóm LPV hoặc là cái nhóm DRV. Thì ví dụ như là đối với van sắc tăng đi chẳng hạn thì nó có thể nó làm tăng cái nồng độ của hai cái nhóm thuốc virus này lên, do đó chúng ta phải lưu ý về nồng độ của hai cái thuốc này chính là chỉnh liều. Hoặc là đối với chạy beta thì nó sẽ làm tăng cái QT dài ở những người sử dụng các thuốc chống virus, do đó chúng ta phải hết sức lưu ý. Còn đối với cái thuốc khác như kháng aldosterone thì nói chung nó tương đối an toàn, để cho chúng ta lưu ý về thuốc. Và trong thực hành thì bệnh nhân suy tim nặng thì chúng ta cần phải, như chúng tôi nói là phải các biện pháp hỗ trợ sớm, trong đó có cả ECMO. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ Thanh Hiền ạ. Dạ thưa quý đồng nghiệp, phần hải đáp của chương trình đã
Phần hỏi đáp của chương trình đã trôi qua rất nhanh ạ. Và để tiếp theo của chúng ta sẽ đến với phần cuối của chương trình, chính là thông điệp của chuyên gia. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Việt sẽ giúp chúng ta tóm tắt lại những vấn đề chính trong chẩn đoán và điều trị suy tim cấp ạ. Vâng, thưa các quý vị đại biểu và các anh chị em đồng nghiệp, hôm nay chúng ta bàn về một cái chủ đề là suy tim cấp, là một chủ đề mà chúng tôi cho là đây là một cái cấp cứu rất thường gặp ở tất cả các cái chuyên khoa, chứ không phải là chỉ trong chuyên khoa tim mạch. Chúng ta hiểu suy tim cấp nó là một cái tình trạng bệnh lý mà trong đó thì có thể có cái tình trạng suy tim cấp gọi là rất là đột ngột, rất là mới, nhưng mà cũng có trường hợp là một cái tình trạng cấp tính của một cái suy tim mãn tính đã có từ lâu rồi. Thế thì có rất nhiều nguyên nhân, nhưng chúng ta hiểu là những nguyên nhân và những yếu tố thường là kích hoạt chính của trong các cái trường hợp mà chúng ta hay gặp đó là gì? Đó là các tăng huyết áp mà không được kiểm soát tốt, huyết áp nó tăng vọt lên, có thể gây ra hen tim hay là phù phổi cấp. Đấy là cái trường hợp hội chứng vành cấp, nhất là cái trường hợp nhồi máu cơ tim hoặc là nhồi máu cơ tim mà lại có các biến chứng ngạ thủng vách tim hoặc đứt dây chằng cột cơ. Đấy có thể là các trường hợp viêm cơ tim cấp tính, nhiều khi cũng rất là nặng. Rồi các trường hợp các bệnh cơ tim, nhất là bệnh cơ tim giãn, bệnh cơ tim chu sản, vân vân. Rồi các trường hợp mà rối loạn nhịp tim, nhất là các trường hợp mà có rung nhĩ nhanh, đấy là cái trường hợp cũng hay gây ra các cái bệnh lý suy tim cấp. Rồi riêng ở Việt Nam chúng ta thì các bệnh lý van tim rất là nhiều, hẹp hai lá, và nhất là cái trường hợp hở hai lá, hở động mạch chủ thì nó hay gây ra các trường hợp suy tim cấp. Các trường hợp nhồi máu phổi, thế rồi là phình tách của thành động mạch chủ, các trường hợp mà chúng ta không để ý, chúng ta cho quá tải nước và muối thì cũng gây ra. Và cuối cùng là các cái trường hợp chúng tôi thấy là cũng hay gặp là bệnh nhân gọi là không tuân thủ điều trị, đang điều trị mà ta lại bỏ lại các cái thuốc mà các thầy thuốc đã ghi thì có thể gây nên các cái tình trạng gọi là